làm điện thoại rồi. Rồi chào các chị nha. Rồi em chào mọi người nè. Rồi chị Yên là thầy em, thì cho em một cái chấm này, chấm và chia sẻ bài cho em nào các chị ơi. Hôm nay xả sườn xám 100k 3k nha mọi người nhá. Chào chị Thúy Bình nha. Rồi em chào mọi người nè. Rồi vô chia sẻ bài cho em nào các chị ơi. Chấm hai tấm thân tay cho em này. Mỗi chị cho em hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong hội cho em nha các chị ơi. Chia sẻ đẩy mạnh cho view cho em nè. Hôm nay xả sườn xám đồng giá 100k 3 chiếc áp dụng là chia sẻ bài các chị ơi. Nên là chị nào muốn săn hàng 100k 3 chiếc thì các chị vô chia sẻ chấm bài tương tác mạnh tay cho em nè. Cho chị Nguyễn Bích lên nhá. Rồi em chào mọi người nè. Rồi cho chị My Hoàng nhá. Rồi em chào mọi người nè. Rồi đẩy mạnh được view cho em nào các chị ơi. Rồi chia sẻ cho em nè. Các chị ơi. Rồi đẩy mạnh lực view cho em nào các chị ơi, chị nào thấy em này. Rồi chia sẻ mạnh tay cho em nào. Rồi từ từ em sẽ la luôn mà trời ơi, bây giờ chị nào thấy này. Một bên nào nữa cần để sót rồi. Có phục sản tiểu phòng được không này? Rồi chấm bài cho em nè, vô đông đông một xíu rồi em sẽ bắt đầu like luôn mấy chế nha. Vô đông đông một xíu cho em nè. Mỗi chị cho em hai lần lên trang cá nhân này, hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong những hộ cho em nha các chị ơi. Rồi chia sẻ bài cho em nè. Các chị yêu nào thấy em thì cho em một nút tương tác nhá. Con này dành cho chị nào khoảng tầm 50-55kg mặc vừa nha mọi người nha. Dành cho chị nào khoảng tầm từ 50-55kg mặc vừa, chấm bài lên cho em nào các chị ơi. 50-55kg mặc vừa cho em này, 50-55kg mặc vừa. Rồi 50-55kg mắc vừa trên này, 50-55kg mắc vừa, 50-55kg mắc vừa trên này. Chị nào lấy con này cho chị em mã caro kèm mã kèm số cho em nha các chị ơi. Rồi lên trên mã caro cho chị Kim Cúc nha. Cho chị em mã caro xả đồng giá đồng like con này các chị đồng giá luôn nhá. Lên trên mã caro phải áp dụng cho chị nào hiện mình là người chia sẻ các chị ơi. Lên trên mã caro này, caro kèm mã kèm số cho em mà cho chị em mã caro nha. Rồi lên trên mã caro cho chị Lan Tùng này. Rồi em chào mọi người nhá. Rồi chia sẻ bài cho em nào các chị ơi. Lên trên mã caro con này, trên mã chốt trên mã caro con này dành cho chị nào tầm 50-55kg mắc vừa, phải áp dụng cho chị nào người chia sẻ bài em mới bán giá con này với giá đồng giá các chị ơi. Còn chị nào không chia sẻ bài em không bán với giá 100k ba chiếc con nào, tại vì con này đã siêu phẩm rồi nha. Phải chia sẻ bài chị Kim Cúc ơi, chia sẻ bài trên nào. Rồi lên trên mã caro kèm mã kèm số trên mã. Rồi lên trên mặt caro, em chưa thấy chị nào là người chia sẻ nhá. Rồi lên trên mặt caro, khi nào mà em thấy chị nào là người chia sẻ em sẽ chốt hàng nè. Rồi mã caro nha mọi người, mã caro kèm mã kèm số trên nè. Cho chị mã caro nha, caro kèm mã kèm số trên ạ. Rồi ok chị Kim Cúc này, rồi ok cho chị Kim Cúc này, cho đủ đơn luôn cho em. Chị Nhật Huy chưa chia sẻ thì ơi, phải hiện mình là người chia sẻ các chiều nha. Rồi em lên cho chị một con màu ngọc trên này, một con màu vàng ngọc 50-55kg mắc vừa lên trên mạng ngọc. 50-55kg mắc vừa lên trên mạng ngọc con này trên nè. 50-55kg là mạng vừa trên nhá. 50-55kg mắc vừa lên trên mạng ngọc đồng giá 100k 3 chiếc trên là lên trên mạng ngọc. 50-55kg mắc vừa, 50-55kg mắc vừa lên trên mạng ngọc nhá. 100k 3 chiếc trên này, lên trên mạng ngọc, ngọc ngọc và kèm luôn số trên mạng 100k 3 chiếc các cháu lên trên mạng ngọc nhá. Lên trên mạng ngọc chào chị Nguyễn Thúy Liễu này, chào chị Hiên Nguyễn nha, chào chị Thủy Tiên này. Rồi chấm mai lên trên này, em còn mạng ngọc nhá. Rồi con này dành cho chị nào tầm 50-55kg mang vừa luôn cho em các chơi. 50-55kg mắc vừa. Rồi con này 50-55kg mang vừa cho em nào các chơi. 50-55kg mắc vừa. Rồi 50-55kg mắc vừa. Rồi đẹp xúc xích. Rồi cảm ơn chị Kim Cúc nhiều nha. 50-55kg mắc vừa A145 cho em nè. 50-55kg mắc vừa lên cho em A145. 50-55kg mắc vừa lên cho em A145 kèm mã kèm số cho em nè. 50-55kg mắc vừa A145.
50 tới 55 ký măng vừa, lên cho em A145. Chốt cho em A145 kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em A145 thế chứ. A145 kèm mã kèm số cho em ạ. Lên cho em A145, A145 kèm số cho em. Rồi em lên cho chị một con nu hoa này mình chế ạ. Lên cho chị một con nu hoa nha. Dành cho chị nào tầm 40 tới 48 ký măng vừa cho em ạ. Dành cho chị nào tầm 40 tới 48 ký măng vừa, lên cho em ạ nu hoa này cho em ạ. Dành cho chị nào tầm 40 tới 48 ký măng vừa, lên trên bản nu cái cho 40 tới 48 ký mắc vừa, lên trên bản nu này đồng giá 100k 3 chiếc cho kim giá cho em đấy. Lên trên bản nu nha mọi người, lên trên bản nu này, nu và kèm nu số cho em ạ. Lên trên bản nu kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt trên bản nu 40 tới 48 ký mắc vừa. Rồi em còn mã ngọc, em còn mã nu cái trời. Rồi chị em nào lấy comment mã kèm số thì thoại luôn cho em các chị ơi, comment mã kèm số cho em nha. Rồi em lên cho chị một con hoa này các chị này, lên cho chị một con hoa này, hoa đỏ cho em nha. Rồi em lên cho chị một con hoa đỏ đẹp này. 40 tới 50 ký mắc vừa cho em nào mấy chị ơi. 40 tới 50 ký mắc vừa này. Rồi con này 40 tới 50 ký mắc vừa, lên cho em A537 cho em này. 40 tới 50 ký mắc vừa, lên cho em A537 nha. Rồi 40 tới 50 ký mắc vừa, lên cho em A537 này. 40 tới 50 ký mắc vừa, lên cho em A537 cái cho A537 này. 40 tới 50 ký mắc vừa, lên cho em A537 100k 3 chip cái cho ơi. A537 kèm mã kèm số cho em, lên cho em A537. 40 tới 50 ký mắc vừa, lên cho em A537 các chị ơi. Rồi 537 chị Hiền Nguyễn, 537 chị Hiền Nguyễn này chốt cục đơn luôn cho em chị yêu nha. 537 chị Hiền Nguyễn này chốt cục đơn luôn cho em nè. À. 537 chị Hiền Nguyễn nhá, chốt cục đơn cho em ạ. À. Rồi lên cho chị một con hoa xanh nha mấy chớ, lên cho chị một con hoa xanh đẹp nha mọi người. Con này dành cho chị là tầm 40 tới 50 ký mắc vừa cho em nào. Rồi 40 tới 50 ký mắc vừa cho em. 40 tới 50 ký mắc vừa. Rồi 40 tới 50 ký mắc vừa. 40 50 ký mắc vừa lên trên mã A10. Rồi 40 tới 50 ký mắc vừa lên trên mã A10. 40 45 ký mắc vừa. 40 45 ký mắc vừa lên trên mã A10. À, lâu hả? Cũng để coi đã nè, chị nhá. Lên trên mã A10 chắc là đầu sau nhá. Lên trên mã A10 có ai điện mình không? A10 ai báo đơn báo cho mình nhâm chị Kim Cúc ơi. Rồi em còn A10 này chốt trên A10 nhá. A10 kèm mã kèm số trên mã chốt trên A10. A10 kèm mã kèm số trên mã. A10 sao bên này không thấy ta? Được lựa chứ chị ơi. Tường Vi này chào chị Tường Vi nhá, bị ẩn comment này. Bên em vẫn có ghi được. Bên em. Bên em đang điện chế yêu ơi, bên em đang điện nhá, bên em đang điện hàng này, thấy chị Tường Vi này 100k 3 cái được lựa không chị, là sao chế ơi, thì bây giờ chị lựa trên live chị chốt mã gì thì em chốt chị mã đó thôi. Chị nhận rồi đẹp lắm rồi, ok chị Ngô Thị Hợp nhá. Đó con này dành cho chị nào cỡ tầm 45 tới 50 ký mắc vừa. Rồi 45 tới 50 ký mắc vừa, một con lụa đẹp trên này. Rồi 45 tới 50 ký mắc vừa, lên trên mã lụa các cháu 45 tới 50 ký mắc vừa. Lên trên mã lụa kèm luôn số trên 45 tới 50 ký mắc vừa. Lên trên mã lụa, lụa này xả cho các chị với giá đấy. Với giá 49k thôi, lên trên mã lụa nhá, lụa 49k. Lụa 49k kèm mã kèm số cho em ạ, chốt trên mã lụa nhá. 49k chốt trên mã lụa này. Lụa 49k, lụa 49k kèm mã kèm số cho em. Rồi em lên cho chị một con hoa tím này. Rồi con này dành cho chị nào tầm 50 tới 55 ký mắc vừa. Nói chung là bây giờ cái kiện này em thấy size to rất là ít luôn các chị ơi. Nên là chị nào mà size to thì tranh thủ chốt nha các chị yêu. Đến lúc mà ấy thì không còn mà size to nữa, tại vì rất là ít luôn, rất là ít size to. Mà khách ở bên, nói chung thì khách ở bên em thì đa phần là cỡ tầm 50 tới 55 ký là nhiều, nên là các chị nào mà cỡ tầm trong khoảng đó thì cố gắng chốt cho em nè. Rồi mã Thi Nguyễn, lụa Thi Nguyễn chốt hàng lên số D cho em nè. Rồi mã lụa Thi Nguyễn chốt hàng lên số để em gom đơn mình nhá. Rồi con này 50 tới 55 ký mắc vừa. Rồi 50 tới 55 ký mắc vừa cho em ạ. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mã A06 đấy. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mã A06 đấy. Thi Nguyễn chốt hàng lên số cho em nhá. Lên trên mã A06, 50 tới 55 ký mắc vừa. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mã A06 nha mọi người ơi. Chốt trên mã A06 nhá. A06 100k 3 chip nha mọi người, lên trên mã A06. Rồi em lên cho chị một con lụa nhá. Thi Nguyễn cho em số là chị đẹp. Rồi 45 tới 52 ký mang vừa trên này, 45 tới 52 ký mắc vừa. Rồi một con lụa đẹp trên là 45 tới 52 ký mang vừa cho em nhá. 45 tới 52 ký mắc vừa. Rồi 45 tới 52 ký mắc vừa này, 45 52 ký mắc vừa. Rồi mã lụa cho chị Nhật Huy đi ạ, mã lụa chị Nhật Huy, tại vì bây giờ em sẽ cho chị nào mà lên số này. Lại com đơn, nói chung thì com đơn là các chị rất là, nói chung là không có biết được tên nào của ai với ai nhá. Với mã lụa với lại A06 chị Nhật Huy bảo sang bên số đơn chiều.
Thì Nguyễn chọn mã khác cho em nha. Em mặc size 50 mà em cong 1m68, mặc con dài mới được chị ơi. À vậy hả? Mặc con dài thì dài thì vậy. Mặc cái con siêu phẩm trên cao như chị Kim Cúc. Rồi chị Thuy Nguyễn lựa mã khác cho em nha. Đó, con này dành cho chị nào tầm 45-52kg mặc vừa trên ạ. 45-52kg mặc vừa lên trên A255. A255 kèm mã kèm số trên mã cho trên A255 49k thôi. 49k A255. A255 49k kèm mã kèm số trên mã A255. A255 49k A255 kèm mã kèm số trên mã chốt trên mã 255 nhá. 255 49k kèm mã kèm số trên nào. Rồi lên cho chị một con hoa đẹp nữa này các chị ơi, lên cho chị một con hoa đẹp. Đây, ngay cần phía cổ cho em là theo như này nhá. Rồi A225 chị Thủy Tiên này chốt đủ đơn luôn cho em chế yêu nhá. Rồi con này dành cho chị nào tầm 50-55kg mặc vừa lên trên mã hoa theo. 50-55kg mặc vừa lên trên mã hoa theo. 50-55kg mặc vừa luân độ 6 mất rồi nhá. 50-55kg mặc vừa lên trên mã hoa theo A06 hết, 255 em hết. 50-55kg mặc vừa hoa theo. Đồng giá hôm nay xả 100k 3 chiếc các chị ơi, lên trên mã hoa theo này. Rồi ok chị em biển nha, ok người đẹp cứ chốt cho em đi nào. Rồi con này lên trên mã hoa theo, chốt trên mã hoa theo kèm mã kèm số trên mã, lên trên mã hoa theo. Hoa theo kèm mã kèm số trên mã. Lên trên mã hoa theo các chị, hoa theo kèm mã kèm số trên nào. Em còn mã hoa theo, chị nào lấy comment chốt trên mã hoa theo nhá. Hoa theo kèm mã kèm số trên mã. Rồi em lên cho chị một con lụa nha mọi người, lên cho chị một con lụa đẹp trên nào. Rồi con này xem cho chị nào tầm 40-50kg mặc vừa trên nào các chị ơi, 40-50kg mặc vừa. Rồi 40-50kg mặc vừa A290 trên này, 40-50kg mặc vừa A290 nha. Rồi 40-50kg mặc vừa lên trên A290. A290 con này là vải lụa nha mọi người. A290 49k trên này. 49k lên trên A290 nha. A290 49k kèm mã kèm số trên là A290 49k. 49k A290. 290 49k kèm mã kèm số trên mạng chấm mã lên trên nào các chị ơi. Rồi, em lên cho chị một con size to này, một con size to mặc vừa trên nào. Rồi lên cho chị một con size to mặc vừa. Con này dành cho chị là tầm 45-52kg mặc vừa trên này. 45-52kg mặc vừa. 45-52kg mặc vừa trên mạng chốt trên mạng A5. A95 lên trên mạng A95. Rồi hộ đẹp 290 49k chị Nhật Huy này. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 45-52kg mặc vừa trên này. 45-52kg mặc vừa. 45-52kg mặc vừa Nhật Huy kìa. Lên trên mạng A95, chốt trên mạng A95. A95 Nhật Huy kìa. A95 chốt trên mạng A95. A95 Nhật Huy có đâu nào bà. A95 chốt trên mạng A95. A95 kèm mã kèm số trên mạng A90 em hết rồi. Em còn A95. Em còn A95. Rồi lên cho chị một con hoa đen, dạ em cao 1m55 thôi trẻ ơi. Rồi lên cho chị một con hoa đen này. Rồi con này dành cho chị nào? Dành cho chị nào cỡ tầm này, dành cho chị nào cỡ tầm từ 45-52kg mặc vừa trên này. 45-52kg mặc vừa. Rồi 45-52kg mặc vừa lên trên mặt hoa đen. 45-52kg mặc vừa. 49k chốt trên mặt hoa đen. Một con siêu đẹp như là 49k chốt trên mặt hoa đen. 45-52kg mặc vừa lên trên mặt hoa đen 49k. Rồi 49k chốt trên mặt hoa đen này. Hoa đen 49k cho em à. Lên trên mặt hoa đen cái chơi. Hoa đen 49k chốt trên mặt hoa đen này. Rồi hoa đen 49 này. Hoa đen 49k kèm mã kèm số cho em à. Chốt trên mặt hoa đen nhá. Hoa đen kèm mã kèm số cho em à. Rồi lên cho chị một con hoa này, lên cho chị một con hoa đỏ các chị ơi. Rồi con này dành cho chị nào tầm 50-55kg mặc vừa cho em nào. 50-55kg mặc vừa. Rồi con này 50-55kg mặc vừa lên trên mạng A81 nhé. 50-55kg mặc vừa lên trên mạng A81 cho em này. 50-55kg mặc vừa lên trên mạng A81, A81 cho em. 50-55kg mặc vừa lên trên A81 này. A81 rồi mạng hoa đen chị Nhật Huy. Rồi lên trên mạng A81 nha mọi người, lên trên mạng A81 nhé. A81 kèm mã kèm số trên mạng, em còn mã A81 hoa đen chị Nhật Huy rồi. Em còn mã A81 nha. Chị nào lấy comment chốt trên mã A81 này. Rồi lên cho chị một con trắng size nhỏ mặc vừa trên nào mấy chị ơi. Một con trắng size nhỏ mặc vừa. Cái này dành cho chị nào tầm 40-48kg mặc vừa trên nào mấy chị ơi. 40-48kg mặc vừa. Cho con này 40-48kg mặc vừa A572. 40-48kg mặc vừa. Trần Lan sau mất rồi nhá. 40-48kg mặc vừa trên mạng A572. Rồi 40-48kg mặc vừa lên trên A572. 40-48kg mặc vừa A572 trên này. Chốt trên A572. 40-48kg mặc vừa A572. Lên trên mạng A572. A81 Hoàng Hương chốt đủ đơn luôn trên chế luôn. A81 Hoàng Hương. A81 Hoàng Hương chốt đủ đơn luôn trên nha người đẹp.
Rồi em lên cho chị một con lụa nữa nha. Hàng lụa hôm nay xả cho chị vừa giá 49k, quá là đẻ luôn các chị ơi. Tại vì bữa trước bán những con lụa như này phải là 8999 là chuyện bình thường các chị ơi. Rồi đây lên cho chị đây một con lụa đẹp nha mọi người. Size nhỏ mặc vừa cho em nhá. Tầm 40 tới 48 kg mặc vừa trên này. Đó con này size nhỏ mặc vừa, 40 tới 48 kg mặc đẹp trên này. Size nhỏ mặc vừa 40 48 kg mặc vừa A231 trên này. 40 48 kg mặc vừa. Dạ em cao 1m55 thôi chị ơi. Rồi hoa sen, hảo hoa sen nào? Có mình đúng mã cho em là có mình đúng mã, cái đó không phải hoa sen. 40 48 kg mặc vừa lên cho em A231, A231 49k, A231 nhá. A231 49k. Chốt đúng mã cho em nha mọi người. A231 49k. 49k A231, A231 49 á. Rồi A231 49k, A231 nhá. 231 kèm mã này. Rồi lên cho chị đây một con hoa nữa này các chị này, một con hoa này. 50 tới 55 kg mắc vừa trên nào, 50 tới 55 kg mắc vừa nhá. Rồi con này 50 tới 55 kg mắc vừa trên này. 50 tới 55 kg mắc vừa lên cho em A199 cho em nào. 50 tới 55 kg mắc vừa lên cho em A199 các chị ơi. 50 tới 55 kg mắc vừa lên cho em A199. Rồi A199 này, A199 kèm luôn số cho em, chốt cho em A199. Đồng giá 100k 3 chiếc, còn cái nào siêu phẩm thì em có báo giá nhá. Chiều không thấy shop điện thoại. Dạ bên em điện sáng mai có tầm muộn nhất là có tầm trưa hoặc là chiều mai nha chị tin em Phạm nhá, tại vì đơn hàng nhiều á. Nên là đơn áo dài chiều đơn áo dài của chị nào mà chiều nay thì các chắc có tầm chiều mai mới gọi tới nhá. Nên là các chị cố gắng nghe máy giúp em với ha. Sớm nhất là có thể trưa mai nha, sớm nhất là có thể trưa mai mà muộn là cỡ tầm chiều mai nha. Rồi lên cho chị một con hoa tím 199 hoàng hương dồn. 199 này hoàng hương dồn nha. Rồi em lên cho chị đây cái kia ra ạ. Chị đang cầm. 199 hoàng hương dồn nha. Rồi con này chị nào tầm 40 48 kg mắc vừa lên trên mã hoa tím trên này. 40 48 kg mắc vừa lên trên mã hoa tím nhá. 40 48 kg mắc vừa lên trên mã hoa tím kèm mã kèm số trên mã 40 48 kg mắc vừa. Hoa tím cái cho 40 48 kg mắc vừa lên trên mã hoa tím này. Con mưa từ 48 kg mắc vừa lên trên mã hoa tím nhá. Hoa tím kèm mã kèm số trên mã. Đó lên cho chị một con đỏ kim sa này các chị ơi. Con này là size to mặc vừa trên này. Size to mặc vừa nha mọi người, 60-65 không, cái này cỡ tầm 55-60kg mắc vừa size to trên này. 55-60kg mắc vừa, 55-60kg mắc vừa, eo 80 đổ lại là mặc đẹp. Rồi 199 em hết rồi nha, dành cho chị nào mặc size XL. Eo 80 qua là mặc vừa, 55-60kg mắc vừa. Chị nào lấy con này chốt cho em đỏ 79k, 79k chốt cho em đỏ này. Đỏ 79k kèm mã kèm số trên. Lên cho em đỏ nha, 79k chốt cho em đỏ này. Đỏ 79k kèm mã kèm số trên mà chốt cho em đỏ nha, 79k. Lên cho em đỏ, đỏ 79k kèm số cho em. Rồi em lên cho chị một con nu kim sa. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 tới 48 kg mắc vừa trên mặt chốt trên mặt nu. Rồi 40 tới 48 kg mắc vừa lên trên mặt nu con này kia này. 40 48 kg mắc vừa lên trên mặt nu nha. 40 48 kg mắc vừa chốt trên mặt nu. Rồi 40 tới 48 kg mắc vừa lên trên mặt nu. Chốt trên mặt nu nha. Nu và kèm nu số trên mặt chốt trên mặt nu. Nu kèm nu số trên mặt chốt trên mặt nu. Nu và kèm mã kèm số trên mặt em còn đảo kim sa. Chị nào lấy các bạn chốt cho em đỏ kim sa nha. Rồi chào chị Cẩm Lê Nguyễn này. Rồi nu đỏ, đỏ chị Nhật Huy. Rồi chấm mai lên cho em nào các chị ơi. Chấm mai lên cho em nào. Rồi em còn mã nu nha. Rồi 50-55kg mắc vừa một con viền cho em này. 50-55kg mắc vừa nha. 50-55kg mắc vừa lên cho em A11. Rồi chị Hương Ly sao mất rồi nha. Chị Phạm Thị Minh Tâm sau rồi. Đành cho chị nào tầm 50-55kg mắc vừa lên cho em A11. 50-55kg mắc vừa lên cho em A11 cho em này. Rồi 50-55kg mắc vừa lên trên mã A11 nhé. 50-55kg mắc vừa lên trên mã A11, chốt trên mã A11. Rồi mã nu Anh Nhi chốt hàng lên số trên chị Anh Nhi ơi. Anh Nhi chốt mã nu thì lên số trên là chị Anh Nhi ơi. A11 Cẩm Lê Nguyễn cho em lại số luôn nha chị Cẩm Lê Nguyễn ơi, tại vì lâu rồi chị không mua lại. Rồi con này 50-55kg mắc vừa cho em nào. Rồi 50-55kg mắc vừa. A11 Cẩm Lê Nguyễn chốt hàng lên lại số cho em nào chị ơi. 50-55kg mặc vừa cho em nhá. Rồi bạn nu cho chị Anh Nhi. 50-55kg mặc vừa A522. 50-55kg mặc vừa A522 rất là đẹp luôn trên này. 50-55kg mặc vừa A522. 50-55kg mặc vừa A522 A11 của chị Cẩm Lê Nguyễn rồi. Cho lên lại số cho em nha người đẹp nhá. A522. Cho chị là ok chị Cẩm Lê Nguyễn này, cho đủ đơn luôn cho em à. Em còn A522, chị nào lấy comment A522. Rồi em lên cho chị một con lụa nha mọi người. Lên cho chị một con lụa hoa. Dành cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa 522 chị Cẩm Lê Nguyễn dùng đơn.
Dành cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa, lên trên lộ hoa 49K. Ôm mức 48kg mắc vừa, lộ hoa 49. Lên trên mã lộ hoa 49K, chốt trên mã lộ hoa. Lộ hoa 49K kèm mã kèm số trên mã, chốt trên mã lộ hoa 495. Lên trên mã lộ hoa 49K, A11 em hết rồi. Lộ hoa 49K kèm mã kèm số trên. Lên cho chị một con ánh nhũ luôn nha mọi người. Lên cho chị một con ánh nhũ này. 50-55kg mắc vừa, trời ơi chị Cẩm Lê Nguyễn rất là đẹp luôn. 50-55kg mắc vừa lên trên mã nhũ. 50-55kg mắc vừa. Rồi 50-55kg mắc vừa. 522 em hết rồi nha. 50-55kg mắc vừa lên trên mã nhũ này, rất là đẹp luôn trên nè. 50-55kg mắc vừa lên trên mã nhũ này. Rồi mã lộ hoa 49K Diễm Quỳnh xưởng may chốt đủ đơn luôn trên trẻ ơi. Rồi em còn mã nhũ nha, chị nào lấy công ơn chốt trên mã nhũ ạ. Rồi mã nhũ kèm luôn số trên mã 50-55kg mắc vừa. Con nhũ đó rất là đẹp luôn trên này, chị nào mà không chốt thì tiếc này. Em còn mã nhũ. Rồi lên cho chị con này form dài trên là các chị này, lên cho chị con này form dài trên, chốt trên mã dài nha mọi người. Dành cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa trên ạ. 40-48kg mắc vừa, mã nhũ chị Cẩm Lê Nguyễn. 40-48kg mắc vừa, lên trên mã dài. 40-48kg mắc vừa, chốt trên mã dài nha. Rồi 40-48kg mắc vừa, lên trên mã dài. 40-48kg mắc vừa, chốt trên mã dài nha. Dài kiểm mã kiểm số cho em ạ. Rồi con này dành cho chị nào tầm 50-55kg mắc vừa, lên trên mã lạ con này trên này. 50-55kg mắc vừa, lên trên mã lạ nha. 50-55kg mắc vừa, lên trên mã lạ. 50-55kg mắc vừa lại trên này. 50-55kg mắc vừa. Lạ nhưng mà chị ơi, 50-55kg mắc vừa lạ này. Em lên cho chị một con caro nha mọi người. Em còn mã lạ, mã nhũ em hết rồi. Lên cho chị một con caro đẹp. Các bạn lên trên mã caro nha các cháu. Chốt trên mã caro 40-48kg mắc vừa. Rồi 40-48kg mắc vừa lên trên mã caro. Dài chị Oanh Nhi dồn. Dài kia kìa. Dài kia. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa lên trên mã caro. 40-48kg mắc vừa lên trên mã caro. 40-48kg mắc vừa. Cho trên mã caro. 40-48kg mắc vừa caro trên này. Rồi 40-48kg mắc vừa mã caro nha các cháu. Lên trên caro. 40-48kg mắc vừa. Cho trên mã caro nha. Caro kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi, lên cho chị đây một con lộ hoa nha mà chế này. Lên cho chị một con lộ hoa. 50-55kg mắc vừa, 50-55kg mắc vừa. Rồi con này chỉ là tầm 50-55kg mắc vừa lên trên mã A01. Rồi 50-55kg mắc vừa lên trên mã A01 49K trên này. Rồi 49K lên trên mã A01. A01 dạ không có chéo, A01 49. A01 49 này, cho trên mã A01. Hả? Không phải, không phải. A01 nha mọi người, A01 49K, 49K cho trên mã A01. Rồi con này còn nguyên tao mạc luôn trên mạng free size nha mọi người. Từ 50kg đổ lên là mặc đẹp trên này. Rồi con này free size 50kg đổ lên mặc vừa lên trên mạng còn tem. Cho trên mạng còn tem 79k, cho trên mạng còn tem A11 em hết rồi trẻ ơi. A11 của chị Cẩm Lê Nguyễn rồi nha. Chị sau này chị sau chị Hoàng Hùng ơi. Tại vì em có đọc tem rõ ràng mà. Rồi lên cho chị con này dàn bui cá trên nha mọi người. Rồi con này dàn bui cá nha các ơi. Dành cho chị nào tầm 40-45kg mặc vừa trên này. 40-45kg mắc vừa lên trên mã nhỏ. 40-45kg mắc vừa. Rồi 40-45kg mắc vừa lên trên mã nhỏ nhá. 40-45kg mắc vừa chốt trên nhỏ. 40-45kg mắc vừa lên trên nhỏ nhá. Nhỏ kèm mua số trên. 40-45kg mắc vừa nhỏ. Rồi đây lên cho chị đây một con này, một con dáng dài nhá. Lên cho chị một con đỏ dáng dài trên là xanh nhỏ mặc vừa trên là. Xanh cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa lên trên đỏ. Rồi 79k chốt cho em đỏ này, 40-48kg mắc vừa. Rồi 40-48kg mắc vừa chốt cho em đỏ này, 79k. Rồi 79k lên trên đỏ nhá. Đỏ 79k này. Rồi lên trên mà đỏ nhá. Đỏ 79k kèm số cho em ạ. 40-48kg mắc vừa, đỏ. 79k chốt cho em đỏ nhá. Đỏ 79 ạ. 50-55kg mắc vừa cho em ạ. 50-55kg mắc vừa. Rồi con này 50-55kg mắc vừa. 50-55kg mắc vừa A225. 50-55kg mắc vừa lên trên A225. 50-55kg mắc vừa A225. A225 kèm mã kèm số trên mã chốt trên A225 nhá. A225 kèm mã kèm số trên mã chốt trên A225. Rồi đỏ dài cho chị Nhật Huy rồi, đỏ dài 79k Nhật Huy rồi. Em còn A225. Rồi em lên cho chị một con sập nha mọi người, lên cho chị một con sập này. Con này dành cho chị nào tầm 48-53kg mắc vừa lên trên mã sập. 48-53kg mặc vừa lên trên mã sập rất là đẹp luôn trên này. 48-53kg mặc vừa lên trên mã sập.
4853 kg mắc vừa cho trên mạng sập nhá. Cho 4853 kg mắc vừa lên trên mạng sập này. 4853 kg mắc vừa lên trên mạng sập nha. Rồi sập nha mấy chị ơi. 4853 kg mắc vừa sập này. Đây nữa này, một con hoa xanh này, các chị lên cho chị hoa xanh này. Xanh cho chị nào tầm 40 này. 40 từ 48 kg mắc vừa trên nào. 40 từ 48 kg mắc vừa. Cho 40 từ 48 kg mắc vừa lên trên A528. 40 48 kg mắc vừa A528 trên này. Cho 40 48 kg mắc vừa A528 nha mọi người. 40 48 kg mắc vừa A528. Cho trên A528 nhá. A528 nha mấy chị ơi. Lên trên A528 40 từ 48 kg mắc vừa. Lên trên A528. Sập cho chị Nhật Huy, sập chị Nhật Huy. Em còn A528, chị nào lấy comment chốt cho em A528 nhá. Rồi em lên cho chị lụa hoa nha các chị ơi. Lên cho chị lụa hoa. Rồi, mã sập Trấn Lan xong mất rồi chị ơi. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40 từ 48 kg mắc vừa trên mặt một con lụa hoa. 40 từ 48 kg mắc vừa 49k trên là A592. 49k cho chị em A592, 40 từ 48 kg mắc vừa. Rồi 40 từ 48 kg mắc vừa A592. Rồi 40 từ 48 kg mắc vừa lên trên A592 này, chốt trên A592. Rồi 40 từ 48 kg mắc vừa lên trên A592 49k chốt trên A592 này. A592 49k. 49k chốt trên A592, A592 49 này. 592 49k. 49k chốt trên mã 592 kèm mã kèm số ạ. Lên cho chị đây một con trắng đấy các chị này. Ok chị Nhật Huy. Rồi lên cho chị một con trắng size nhỏ trên này các chị ơi, lên cho chị một con trắng size nhỏ. Tầm 40 từ 45 kg mắc vừa lên trên mã nhỏ cái này trên này. Rồi 40 45 kg mắc vừa. Rồi 40 45 kg mắc vừa lên trên mã nhỏ cái này cho em. 40 45 kg mắc vừa nhỏ nha mọi người. 40 45 kg mắc vừa nhỏ nhá. 40 45 kg mắc vừa. Chốt trên mã nhỏ. 40 45 kg mắc vừa. Nhỏ. 40 45 kg mắc vừa nhỏ các chị ơi, chốt trên mã nhỏ kèm số ạ. Rồi chị nào tầm 45 này, 45 tới 53 kg mắc vừa trên này, 45 tới 53 kg mắc vừa nha mọi người. Rồi 45 tới 53 kg mắc vừa, 45 tới 53 kg mắc vừa. Lên trên mã A144, 45 tới 53 kg mắc vừa A144 trên này. 45 tới 53 kg mắc vừa, lên trên A144. A144 45 tới 53 kg mắc vừa. A144 cho chị em A144 kèm luôn số cho em ạ. A144 các chị ơi, chấm bạn lên cho em ạ các chị này. A144 kèm mã kèm số các chị ơi, lên cho em A144 nhá. A144 kèm số này. Rồi lên cho chị con này size nhỏ này tầm 40 từ 48 kg mắc vừa cho em nào. Rồi con này chị nào tầm 40 từ 48 kg mắc vừa nhá mọi người. 40 48 kg mắc vừa A255. 40 từ 48 kg mắc vừa lên trên A255. Rồi 40 từ 48 kg mắc vừa lên trên A255. 255 kèm mã kèm số trên mạng cho trên mạng 255 các chỗ 255. Lên trên mạng 255 kèm mã kèm số trên mạng cho trên mạng 255. Rồi lên cho chị đây một con trắng theo này, vừa đính ngọc luôn trên này, phần phía cổ vừa đính ngọc luôn trên nhá các chị ơi. Dành cho chị nào cỡ tầm 40 từ 48 kg mắc vừa trên này, 40 từ 48 kg mắc vừa nha mọi người. Rồi 40 48 kg mắc vừa lên trên mặt theo. 40 48 kg mắc vừa lên trên mặt theo. 40 48 kg mắc vừa nha. Rồi 40 từ 48 kg mắc vừa lên trên mặt theo. Rồi 40 từ 48 kg mắc vừa lên trên mặt theo. 40 từ 48 kg mắc vừa lên trên mặt theo nha. 40 48 này. 144 ly kim, 144 ly kim chốt đủ đơn luôn nha chị ly kim ơi. 144 ly kim. Rồi em còn mã theo. Lên cho chị đây một con trắng đẹp trên này. Tầm 45 tới 50 kg mắc vừa trên này, 45 tới 50 kg mắc vừa. Rồi 45 tới 50 kg mắc vừa lên trên mã A81 trên này. 45 tới 50 kg mắc vừa lên trên mã A81 nha. 45 tới 50 kg mắc vừa lên trên mã A81. Chốt trên mã A81, 45 tới 50 kg mắc vừa lên trên mã A81 nha chị ơi. Chốt trên mã A81 nha. A81 kèm mã kèm số trên mã chốt trên mã A81. Con này 40 tới 50 kg mắc vừa lên trên mã hoa, 40 tới 50 kg mắc vừa. Rồi 40 tới 50 kg mắc vừa lên trên mã hoa, 40 50 kg mắc vừa. Rồi 40 tới 50 kg mắc vừa lên trên mã hoa. 40 50 kg là mắc vừa. 40 50 kg mắc vừa chốt trên mã hoa, hoa kèm số trên mã chốt trên mã hoa. 40 50 kg mắc vừa. Chốt trên mã hoa. Rồi con này xin cho chị nào có tầm từ 40 tới 48 kg mắc vừa cho em nào, 40 tới 48 kg mắc vừa.
40-48 kg mắc vừa lên cho em A199 ạ. 40-48 kg mắc vừa chốt cho em A199 cho em này. Rồi 40-48 kg mắc vừa lên cho em A199 nha mấy chị ơi. Rồi cho chị nào tầm 40-48 kg mắc vừa. 40-48 kg mắc vừa A199. Lê Ngọc Trân này chốt mã hoa thì lên số cho em chị Lê Ngọc Trân ơi, chốt mã hoa lên số cho em nhá. Rồi con này A199 cho em nào, chốt cho em A199 chốt cho em A199 ạ. Lê Ngọc Trân chốt hàng lên số cho em nhá chị ơi. Và chốt cũng đơn luôn cho em này. Rồi, em lên cho chị một con áo rất là đẹp luôn cho em mấy chị ơi. Tầm 40-45 kg mặc vừa lên cho em áo con này cho em ạ. Thì chị có thể mặc quần lucky gì cũng được các chị ơi, mặc cái quần gì cũng được cho em ạ. Lên cho em áo 40-45 kg mặc vừa, lên cho em áo nhá. Rồi 40-45 kg mặc vừa, lên cho em áo ạ. Rồi 40-45 kg mặc vừa, cho trên em áo các chị này. Cho trên em áo. Rồi, em lên cho chị một con size nhỏ mặc vừa cho em ạ. Cái này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40, dành cho chị nào tầm 40-45 kg mặc vừa trên này, 40-45 kg mặc vừa nha mọi người, size nhỏ mặc vừa cho em. Rồi 40-45 kg mặc vừa lên cho em nhỏ. Rồi 40-45 kg mặc vừa lên cho em nhỏ nhá. Rồi 40-45 kg mặc vừa, chị nào lấy con này chốt cho em nhỏ này. Rồi 40-45 kg mặc vừa lên cho em nhỏ nha các cháu, 40-45 kg mặc vừa nhỏ này. Rồi 40-45 kg mặc vừa chốt cho em nhỏ nhá. Rồi 40-45 kg mặc vừa, chị nào lấy comment chốt cho em nhỏ ạ. Nhỏ kèm mã kèm số cho em ạ, cho em nhỏ nha các chỗ, nhỏ nha. Rồi, lên cho chị một con kim sa nha các chỗ, lên cho chị một con kim sa theo 144 em hết lâu rồi nha. Con này chị nào tầm 40-48 kg mắc vừa lên trên mã kim sa này. Rồi 40-48 kg mắc vừa lên trên mã kim sa các chỗ, 40-48 kg mắc vừa. Rồi con này lên trên mã kim sa chốt đi nào mình kéo, lên trên mã kim sa. 40-48 kg mắc vừa lên trên mã kim sa. Rồi 40-48 kg mắc vừa chốt trên mã kim sa này. 40-48 kg mắc vừa lên trên mặt kim sa nhá, cho trên mặt kim sa, kim sa cái chỗ lên trên mặt kim sa. Rồi cái này dành cho chị nào tầm 40-48 kg mắc vừa cho em nha mấy chị ơi, 40-48 kg mắc vừa này. Rồi cái này 40-48 kg mắc vừa A01, 40-48 kg mắc vừa lên trên mặt A01 nha. Rồi 40-48 kg mắc vừa lên trên mặt A01, 40-48 kg mắc vừa cho trên mặt A01, 40-48 kg mắc vừa lên trên mã A01. A01 kèm mã kèm số trên mã chốt trên mã A01, 40-48 kg mắc vừa. Chốt trên mã A01 nha. Chốt trên mã A01. Rồi lên cho chị hoa xanh nào mấy chị ơi, lên cho chị một con hoa xanh. Dành cho chị nào tầm 40-48 kg mắc vừa trên nào. Rồi dành cho chị nào tầm 40. Rồi 40-48 kg mắc vừa, 40-48 kg mắc vừa. A231, 40-48 kg mắc vừa. A231. Rồi 40-48 kg mắc vừa, chốt cho em A231 nhé. 40-48 kg mắc vừa, lên cho em A231, chốt cho em A231. 40-48 kg mắc vừa, chốt cho em A231 nhé. 231 kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi 45-50 kg mắc vừa trên này, 45-50 kg mắc vừa rất là đẹp luôn trên này. Rồi 45-50 kg mắc vừa nhé, 45-50 kg mắc vừa, chốt cho em A290. 45-50 kg mắc vừa lên cho em A290 trên này. 45-50 kg mắc vừa lên cho em A290. Chốt cho em A290. 45-50 kg mắc vừa chốt cho em A290. 45-48 kg mắc vừa, 40-48 kg mắc vừa nhé. Rồi 40-48 kg mắc vừa cho em nào. 40-48 kg mắc vừa A537. 40-48 kg mắc vừa ha. Rồi 40-48 kg mắc vừa A537 trên này. 40-48 kg mắc vừa A537 cái cho. Lên cho em A537 ạ. Toàn xe về. Dạ cái đợt này không biết hiểu, không hiểu sao cái đợt này nó toàn ra size ít, size đa phần là size toàn nhỏ xíu không nè, nên là khó bán quá các chị ơi, nên là đang xả cho hết hàng này. Đang xả cho hết hàng 100k 3 chiếc toàn size bé không mà bỏ bán. Con này dành cho chị nào tầm 40-48 kg mắc vừa, mà khách thì bên em thì toàn size tầm 50-55 là nhiều. Mà bên em giờ nói chung cái đợt này nó về toàn size nhỏ nhiều quá. Rồi 40-48 kg mắc vừa A414 trên này, 40-48 kg mắc vừa. Rồi 40-48 kg mắc vừa A414 cho em, 40-48 kg mắc vừa nhá. 40-48 kg mắc vừa A414. 40-48 kg mắc vừa. Cái này thì size bé. Đúng rồi trẻ ơi, đợt này nó không hiểu sao luôn á. Toàn size bé không à. Rồi, con này cũng size nhỏ luôn cho em. Dành cho chị nào có tầm 40-48 kg mắc vừa cho em nào. 40-48 kg mắc vừa. Rồi 40-48 kg mắc vừa A579. 40-48 kg mắc vừa A579 cho em nè. 40-48 kg mắc vừa A579 cho em. 40-48 kg mắc vừa lên cho em A579 ạ.
R40 thì 48 ký mắc vừa, A579. Giờ size nhỏ mắc vừa luôn trên này, 40 48 ký mắc vừa mã kim sa. Rồi 40 48 ký mắc vừa 49k chốt trên mã kim sa. Size nhỏ thôi mà. Lên trên mã kim sa này, chốt trên mã kim sa, chốt trên mã kim sa kèm mã kèm số cho em ạ. Lên trên mã kim sa các cháu, kim sa kèm số cho em. Đó lên cho chị một con phong suông này các cháu, lên cho chị một con phong suông. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mã suông, con này trên mã 49k chốt trên mã suông. Rồi 579 diễm lên chốt hàng lên số cho em này. 579 diễm lên. Chốt hàng lên số cho em chế ơi. Rồi con này xin cho chị nào tầm 50 55 ký mắc vừa lên trên mã suông. Chốt trên mã suông, suông. Xuông nghe nó chơi xuông, xuông 49k mà xuông. Rồi con này còn nguyên tang mạc luôn cho em ạ, còn nguyên tang mạc. Đây, còn nguyên tang như này nha mọi người. Còn nguyên tem cho em nè. Con này thì còn nguyên tem rồi. Đây, còn nguyên tang mạc luôn cho em nè. Cụm xe S luôn cho em nè, mày trời ơi, bị như con, bị rất là. Rồi con này cũng size S luôn cho em, con này còn nguyên tang mạc luôn cho em, là size S mặc vừa. 40 từ 48 ký mặc vừa cho em này. Đây cho em ạ, còn tem. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40 48 ký mặc vừa nha các cháu. 40 từ 48 ký mặc vừa. Rồi 40 từ 48 ký mặc vừa còn tem. Rồi mã còn tem, comment đúng mã cho em còn tem 79 nè, còn tem 79. 40 48 ký mặc vừa. À kim sa hả? Kim sa 4 kim sa. Cái đó bao nhiêu này em nói bao nhiêu? Kim sa này, kim sa 49k chị Vũ Nguyễn. Kim sa 49k Vũ Nguyễn. Chốt đủ đơn luôn cho em chị Vũ Nguyễn nha. Rồi em còn mã đỏ, chị nào lấy comment chốt cho em đỏ nha. Đỏ là 79k. Rồi lên cho chị đây. Chị Diễm lên chốt hàng lên số cho em nào. Các này dành cho chị nào tầm 40-50kg mắc vừa cho em này. Rồi con này 40-50kg mắc vừa A522. 40-50kg mắc vừa lên cho em A522 này. Rồi 40-50kg mắc vừa chốt cho em A522. A522 cho chị Thúy Hồ nha, lên cho em A522. Chốt cho em là A522. 522. Hoa 49kg hả? Hoa nào ta? Hoa nào chị ơi? Có tên Vũ Nguyễn đây, có tên Vũ Nguyễn luôn. 79, cái đó 79. Có tên Vũ Nguyễn luôn, 79k. À, hoa hả? Hoa nào ta? Hoa dưới hả? Vừa chế ơi, vừa nha. Chốt cho chị Lê Ngọc Trân. Vừa nha chị ơi. Em cho chị nha. Rồi, con này dành cho chị nào tầm 45 tới 52 kg mắc vừa trên này, phía dưới. Này có. Dưới nó. Ừ. À, phải cái hoa đó, đưa đây coi cái nào có mã. Cái nào cũng có mã hết á, chị Lê Ngọc Trân ơi, phải cái này không? Phải cái này thì không vừa được chế. Nếu mà chị cao 1m dưới 1m trên 1m55 thì chị vừa. Dưới 1m55 không vừa. À cái này vừa chị ơi, em tưởng đâu sai sai ấy, sai mờ. Cái này sang mò chéo vừa nha, chị Lê Ngọc Trân này. Còn tem chốt cho chị rồi nha, 522 còn không chị? 522 này, 522 cho chị Hoàng Hương rồi nha, 522 Hoàng Hương. 45 tới 52 ký mắc vừa A06 trên này. 45 tới 52 ký mắc vừa lên trên mạng A06. 45 tới 52 ký mắc vừa. Rồi 45 tới 52 ký mắc vừa lên trên mạng A06 cái cháu. 45 tới 52 ký mắc vừa chốt trên mạng A06 á. 45 tới 52 ký mắc vừa chốt cho em là A06. A06 kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi, cái này size to này các chị này. 48 tới 53 ký mắc vừa cho em ạ. 48 53 ký mắc vừa và sẽ vùi luôn. 48 tới 53 ký mắc vừa cho em. 48 tới 53 ký mắc vừa A04. 48 tới 53 ký mắc vừa lên cho em là A04 ạ. 48 tới 53 ký mắc vừa. Hoa xanh ý, hoa xanh xuống á hả? Hoa xanh xuống á hả? Hoa xanh xuông thì vừa, tại vì cái đó mặc dáng xuông gì cũng được nhá. Cái đó thì vừa. Cái này nhỉ? Đưa đây, lấy cho em. A04, con này chốt cho em A04. Cái này vừa chế ơi, cái này 49k vừa nhá. 49kg thì mặc thoải mái. Mình giặt dáng xuông gì cũng được, như em là em 45kg thì em mặc dáng xuông. Còn chị 49kg thì cũng mặc dáng xuông luôn cho em, đẹp nhá. Lấy thì ok, chị Lê Ngọc Trân, cái là 49k nhá. Rồi con này lên cho em A04, dưới 52kg mặc vừa A04 thêm à. Chốt cho em A04 cái cháu, A04 nhá. A04, cho em A04. Hôm nay ra rất là nhẹ nhàng luôn. Nên là các chị nghe rõ nhá. Rồi A04 chị Hoàng Hương, A04 chị Hoàng Hương. Rồi. Các này dành cho chị nào có tầm từ 40, 40 từ 48 ký mắc vừa trên ạ. À. Rồi 40 từ 48 ký mắc vừa. Vậy là em không biết rồi chị ơi, vậy là em không biết rồi nha, tại vì các chị comment mã. Bây giờ em ngồi lục nó lâu.
Nên là lựa coi mã khác cho em nhá. 40-48 ký mắc vừa lên cho em A584, 40-48 ký mắc vừa A584 đẹp chưa ạ? 40-48 ký mắc vừa nhá, A584. Chốt cho em A584 không muốn chốt rồi đúng không? A584 chốt cho em A584 này, A584 kề mã thêm số cho em ạ. 584 nha mày chị ơi, 584 nha. Chào cô Ngọc Châu nha. Em còn 584, chị nào lấy comment 584. Giờ đây cho chị đây con này size to mặc vừa cho em nè các chị này, cho chị Siri nha. 50-58 ký mắc vừa cho em này, 50-58 ký mắc vừa rất là đẹp luôn cho em ạ. Rồi con này 50-58 ký mắc vừa cho em nha các chị, 50-58 ký mắc vừa. Rồi con này 50-58 ký mắc vừa A208 á. Rồi 50-58 ký mắc vừa A208 cho em nè. Rồi 50-58 ký mắc vừa A208 nha mấy chị ơi, bộ 50-58 ký mắc vừa A208 chốt cho em A208. 50-58 ký mắc vừa A208. 208. Em không có chốt hình sau like chị ơi. À em không có chốt chốt bằng Messenger sau like đâu chị ơi. Xuống like em không có chốt bên Messenger sau like đâu. 40-50 ký mắc vừa em không có chụp hình sau like. Lộn, em không có chụp hình sau like. 40-50 ký mắc vừa A563. 40-50 ký mắc vừa. 40-50 ký mắc vừa A563. Chốt cho em A563. Rồi A563 này. A563 dạng áo là dạng như nào? Rồi A563 các cháu rồi lên cho chị con này dáng dài thế này. Dáng dài nhá, em chỉ cho lên không mặc được tại vì nó chui ho lâu nha. 50-55 ký mặc vừa 563 chị Hiền Nguyễn này. 563 chị Hiền Nguyễn. Chị Diễm Lê từ nãy giờ chị chốt cho em tới hai mã rồi chị ơi, mà chị không lên số, không biết là khi nào mà đủ đơn cho chị được. 208 chị Nội Nguyễn, 208 chị Nội Nguyễn, có 208 là thế nào? 208 Nội Nguyễn chốt đủ đơn. 50-55 ký mắc vừa trên là chốt trên là siêu phẩm trên là lên trên là siêu phẩm nhá, siêu phẩm lên. Co giãn được cái chỗ con này co giãn được 50-55 ký mắc vừa lên trên là siêu phẩm này. Xả con này các chị với giá 140 thôi, lên trên là siêu phẩm. Siêu phẩm 140. Siêu phẩm 140 nha mọi người, siêu phẩm 140 diễm lay. Bây giờ em chả biết cái mã gì, nãy là chị chốt mã gì luôn á. Có mần mã kèm số cho em luôn. Kèm mần mã một nơi, số một nơi là em chả biết cái mã nào đâu. Mã sau là chị sau này, chị không lên số là em nhường cho người khác rồi này. Còn mã trước chị chốt là chị không lên số này, bỏ qua luôn rồi. Nói chung mất công chị ngồi qua like chị lên số luôn cho em đi khỏi đi. Nói chung là cho nó đỡ đi. Rồi con này dành cho chị là 45-52 ký mắc vừa này, 45-52 ký mắc vừa. Rồi 45 rất là ít luôn, chị Cẩm Lê Nguyễn ơi, 45-52 ký mắc vừa lên trên hồng theo. 45-52 ký mắc vừa lên trên mã hồng theo. Đợt này toàn size nhỏ là nhiều không à, lên trên mã hồng theo. Chốt trên mã hồng theo kèm mã kèm số thêm nên là em đang xả cho hết nè. Lên trên mã hồng theo. Rồi 40-48 ký mắc vừa, con này dáng dài thêm nha, 40-48 ký mắc vừa. Rồi 40-48 ký mắc vừa trên nha các cháu, 40-48 ký mắc vừa A07 trên nè. 40-48 ký mắc vừa lên trên mã A07. Hồng theo chị Cẩm Lê Nguyễn, hồng theo Cẩm Lê Nguyễn. Đó các anh dành cho chị nào tầm 40-48 ký mắc vừa trên này, 40-48 ký mắc vừa A07 trên. Lên trên mã A07 thấy chưa? Lên trên mã A07 nhé. A07 kèm mã kèm số cho em ạ. Hồng theo em hết rồi. Hồng theo hết rồi của chị Cẩm Lê Nguyễn rồi. Em còn A07 chị nào lấy comment chốt trên mã A07 ạ. Hồng theo hết rồi nha. 45-50 ký mắc vừa trên này, rồi 45-50 ký mắc vừa. Rồi 45-50 ký mắc vừa trên này, 45-50 ký mắc vừa A107 trên này. 45-50 ký mắc vừa A107. Rồi A107 có ai điện không chị ơi, có ai báo đơn mình không, báo là hàng đã đi rồi chị này. 45-50 ký mắc vừa A107 trên, 45-50 ký mắc vừa. Rồi 45-50 ký mắc vừa A107. 45-50 ký mắc vừa lên trên A107. 45-50 ký mắc vừa lên trên A107, cho trên A107 nha. 45-50 ký mắc vừa lên trên A107. Rồi cái này size to này mình chị ơi, chị nào hóng size to nha. Rồi cái này dành cho chị nào tầm 50-58 ký mắc vừa trên này, 50-58 ký mắc vừa lên trên mặt to. Rất là ít size to luôn này, 50-58 ký mắc vừa lên trên mặt to. 50-58 ký mắc vừa lên trên mặt to. Rồi A07 thì kim dồn đơn nha. Không, cái này cỡ tầm 5, đúng là 50-58 ký mắc vừa. Rồi 50-58 ký mắc vừa, 50-58 ký mắc vừa. Rồi A07 chị Lý Kim rồi nhá, Phạm Lan sau rồi. Rồi con này chốt trên mặt to. Rồi báo cho chị mà chưa gọi, báo cho chị mà chưa gọi báo luôn hả? Để coi thử đã chị ơi, đơn áo dài phải không?
Rồi em còn mã to. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mã hoa sen này. 50 tới 55 ký mắc vừa hoa sen. Rồi 50 tới 55 ký mắc vừa chốt trên mã hoa sen. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mã hoa sen. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mã hoa sen. Chốt trên mã hoa sen. 50 55 ký mắc vừa hoa sen. Rồi em lên cho chị một con hồng thêu nha mấy chị này, lên cho chị một con hồng thêu. Rồi các đằng trên cho chị nào tầm 40 tới 48 ký mắc vừa trên này. Rồi 40 tới 48 ký mắc vừa. 40 tới 48 ký mắc vừa. Chị nào lấy comment A11. 40 48 ký mắc vừa, chốt trên mã A11. Rồi 40 tới 48 ký mắc vừa, lên trên mã A11. Rồi 40 48 ký mắc vừa chốt trên mã A11 nha. 40 48 ký mắc vừa A11 này. 40 48 ký mắc vừa A11. Em mua cái kia cái pizza của em nó khác hẳn sao được. Không thể á. Ừ. Dưỡng loại gì? Hả? Dưỡng loại gì? Cái loại vaseline á, vaseline loại thường mà cái loại loại thường không bị khô. Em nó đỡ nó khô, cái da cái da của em hay khô á. Em mua cái loại đó, mà em bôi cho thấy nó đỡ. Đó. Nhiều sáng da hơn nữa. Rồi mã to này, mã to Phạm Ngân Thúy. Hoa sen Đặng Thị Nghĩa. Hoa sen Đặng Thị Nghĩa. Ừ. Mã to là cái gì nhỉ? Mã to là cái gì? Mã to của mã hoa sen chị Đặng Thị Nghĩa. Rồi mã to Phạm Ngân Thúy. Rồi cái này dành cho chị nào có tầm từ 40. Dành cho chị nào có tầm từ 40 tới 45 ký mặc vừa trên này. Rồi mã hồng thêu chị Lý Kim. Hồng thêu chị Lý Kim. Rồi cái này chị nào tầm 40 tới 45 ký mặc vừa size nhỏ trên 40 45 ký mặc vừa A538. 40 45 ký mặc vừa lên trên A538. 40 45 ký mặc vừa lên trên A538, chốt trên A538. A538 có A11 không đây? Rồi A11 hết rồi. A538 cho em ạ, chốt cho em A538. A538 kèm mã kèm số cho em ạ, chốt cho em A538 đấy chứ. 538 kèm mã kèm số á. Rồi em lên cho chị con này còn nguyên tang mạc luôn cho em ạ, size nhỏ. Biết là size nhỏ, em nói thật luôn. Cái đợt này mà sao toàn size nhỏ không ạ? Mà toàn cái đẹp không này. Và mới nữa. Rồi con này dành cho chị là tầm 40 tới 48 ký mắc vừa còn tem cho em ạ. 40 tới 48 ký mắc vừa nha. Rồi cái này 40 tới 48 ký mắc vừa lên trên mã còn tên 40 48 ký mắc vừa. Rồi 40 48 ký mắc vừa lên trên mã còn tên 40 48 ký mắc vừa chốt trên mã còn tên 40 tới 48 ký mắc vừa lên trên mã còn tên. Không thì chị nào mà thích sự thoải mái thì hốt con này cho em nè mấy chị ơi. Mặc sáng xuống free size thêm nè. Rồi con này free size nha mọi người. À vậy dạ, hả chị Tuấn Xoan, để coi thử. Để ngày mai coi lại thử đơn thử nha chị ơi. Còn không thì chị nhắn tin bên Messenger ấy chị nè. Nha chị Tuấn Xoan thôi. Để kiểm tra. Free size trên mà chốt trên mà xuông. Free size lên trên mà xuông. Chất liệu là vải lụa trên mà sản các chị 79k. Rồi free size chất liệu là vải lụa nha. 79k chốt trên mà xuông. Xuông free size 79k chốt trên mà xuông. Xuông 79 này. Free size xuông 79 này. Rồi free size xuông 79. Free size xuông 79. Xanh nào? Làm gì có xanh? Có màn đồng mạ trên là xuông nha mọi người. Có màn đồng mạ lên là xuông nha. Xuông xuông 79 ạ. Rồi con này size nhỏ cho em tầm 40-45kg mắc vừa. Còn tem ly kim. Còn tem ly kim. Rồi con này chỉ là tầm 40-45kg mắc vừa trên mạng A49 trên ạ. Rồi 40-45kg mắc vừa lên trên mạng A49 nha. 40-45kg mắc vừa lên trên mạng A49 các cháu. Chốt trên mạng A49 nha. Chốt trên mạng A49. A49. Không thì chị nhắn tin chị Tuấn Xoan ơi, chị nhắn tin đi, tại vì bây giờ em không có ở trong, em không có ở trong kho nên em cũng không có biết đâu chị ơi. Ơn là em thì em ở trên này, còn kho thì khác nha. 40 tới 48 ký mắc vừa. Chị nhắn tin cho người xử lý đơn ấy. Em không có làm đơn chị ơi, em chỉ like thôi. Con này chị nào tầm 40 tới 50 ký mắc vừa lên trên A59. Rồi 40 tới 50 ký mắc vừa. Đúng rồi chị Ngân Nguyễn ơi, A59 con này cho em. Lên trên A59 40 tới 50 ký mắc vừa. A59. Đập tường đấy. Đập tường kêu. Dòm cái mặt ra ngoài đi. Rồi em còn A gì đó. Rồi lên
con hoa nha mọi người, tầm 40 tới 45 kg mắc vừa cho trên mạng hoa. Rồi 40 tới 45 kg mắc vừa lên trên mạng hoa. Rồi 40 tới 45 kg mắc vừa cho trên mạng hoa con lại trên ạ. 40 45 kg mắc vừa nha mọi người, cho trên mạng hoa. 40 45 kg mắc vừa hoa trên này. Rồi 40 45 kg mắc vừa hoa. 40 45 kg mắc vừa hoa. Hoa. Chốt trên mạng hoa. Hoa. Lên cho chị một con tay lửng với cho tầm 40 tới 48 kg mắc vừa trên này. Rồi con này chị nào tầm 40 tới 48 kg mắc vừa nha mọi người, rất là đẹp luôn trên này. 40 48 kg mắc vừa A 10. 40 48 kg mắc vừa lên trên mạng A10. 40 48 kg mắc vừa chốt trên mạng A10. Rồi 40 48 kg mắc vừa lên trên mạng A10. 40 48 kg mắc vừa chốt trên mạng A10 nha. 40 48 kg mắc vừa chốt trên mạng A10. 40 48 kg mắc vừa lên trên mạng A10 nha. 40 48 kg mắc vừa chốt trên A10. A10. Rồi con này size cực kỳ to luôn, trên mà size to mặc vừa nha mọi người. Cái này size rất là to luôn chim. Dành cho chị nào 60-65kg mắc vừa trên này. 60-65kg mắc vừa lên trên mặt gấm to. 60-65kg mắc vừa lên trên mặt gấm to các trời. Rồi 60-65kg mắc vừa lên trên mặt gấm to 79k cho em nào. 79k chốt trên mặt gấm to. Gấm to 79 đấy. Chốt trên mặt gấm to. Gấm to kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho chị đây một con đẹp nữa nè các trời. Cái này dành cho chị nào tầm 40 tới 48 kg mắc vừa trên nè. 40 48 kg mắc vừa. Rồi 40 48 kg mắc vừa A208 trên nè. 40 48 kg mắc vừa lên trên A208 nha mọi người. 40 48 kg mắc vừa lên trên A208 chốt trên A208. A208 kèm số trên ạ, A208. Rồi 40 48 kg mắc vừa A208 chốt trên A208 nhá. 208 kèm số trên ạ. Chốt trên ạ 208. 208. Rồi lên cho chị đây một con kim sa trên này các chị này, lên cho chị một con kim sa. Con này dành cho chị nào cỡ tầm này 50 tới 55 kg mắc vừa. Rồi 50 tới 55 kg mắc vừa lên trên mặt kim sa, 50 tới 55 kg mắc vừa. Rồi 50 tới 55 kg mắc vừa lên trên mặt kim sa. 50 tới 55 kg mắc vừa chốt trên mặt kim sa. 50 tới 55 kg mắc vừa lên trên mặt kim sa. 50 tới 55 kg mắc vừa. Kim sa. Rồi, lên cho chị một con lụa xanh nha các chị này. Lụa xanh này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 tới 48 kg mắc vừa trên này. Rồi 40 tới 48 kg mắc vừa, 40 48 kg mắc vừa lên trên mã A07. Rồi 40 tới 48 kg mắc vừa lên trên mã A07 các chị ơi. 40 tới 48 kg mắc vừa chốt trên mã A07 này. Rồi 40 tới 48 kg mắc vừa lên trên mã A07. 40 48 kg mắc vừa chốt trên mã A07 các chị ơi. 40 48 kg mắc vừa A07. A07 các chị yêu ơi. 40 48 kg mắc vừa A07 kim sa này. Em còn mã kim sa nha. Rồi lên cho chị con này 50 tới 55 kg mắc vừa trên này. 50 tới 55 kg mắc vừa mã kim sa ly kim. 50 tới 55 kg mắc vừa các chị. Rồi con này chị nào tầm 50 tới 55 kg mắc vừa trang yên sau. 50 tới 55 kg mắc vừa lên trên mặt đẹp con này trên nào. 50 tới 55 kg mắc vừa lên trên mặt đẹp ha. 50 tới 55 kg mắc vừa đẹp trên này. Rồi 50 tới 55 kg mắc vừa lên trên mặt đẹp. Nha. Không thể khỏi kia được rồi. Mình hỏi á. Mà con chưa thấy, có gì chưa nhìn ra. Về đúng rồi. Rồi, cái này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 tới 45 kg mắc vừa trên này. Rồi 40 tới 45 kg mắc vừa lên trên nhỏ. 40 45 kg mắc vừa nhỏ cho em ạ. Mà kim xà luôn kìa. Xa hết thôi chị ơi. Rồi con này cho chị em nhỏ nhá. Nhỏ kèm mua số cho em ạ. Cho chị em nhỏ này. Nhỏ và kèm mua số cho em nhá. Rồi con này size to này các chị này. Con này size to mặc vừa. Rồi mã đẹp cho chị à. Em biển. Mã đẹp. Ừ. Có đơn hồi chiều để em sang bên luôn. Con này chị là tầm 50-55kg mắc vừa trên ạ. 50-55kg mắc vừa A537 này.
50 tại 55 ký mắc vừa A537. 50 tại 55 ký mắc vừa A537. Nó chưa có thấy được đâu. A537 mới vô á. A537 cho xem A537. Mà cậu không hiện mắt không? A537 nó hiện không? 537 cho xem A537 nhé. Sao chị em vô thử bên ngoài xin vậy? 537. Rồi 537 Hoàng Hương, Hoàng Hương dồn. 537 Hoàng Hương dồn. Hôm nay tân hợp tiền vẫn còn mà. 537 Hoàng Hương dồn nhé. Rồi cái này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 tới 45 ký mắc vừa trên này, 40 tới 45 ký mắc vừa. Rồi, 40 45 ký mắc vừa. Thấy thì chia sẻ đi. Rồi 40 45 ký mắc vừa A522. 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 Sườn sáng hàng hiếm thì ôi A522. Rồi A522 kèm mã kèm số trên mã chốt trên A522. A522. Yeah. 522. Rồi lên cho chị hoa tím nhé mọi người, lên cho chị hoa tím này. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 tới 48 ký mắc vừa trên này, 40 tới 48 ký mắc vừa nhé. Rồi con này 40 tới 48 ký mắc vừa, 40 48 ký mắc vừa A144 trên này. 40 tới 48 ký mắc vừa, lên cho em A144 trên này. Rồi 40 tới 48 ký mắc vừa. Rồi 40 48 ký mắc vừa, lên cho em A144 cho em ạ. Cho cho em A144 nha mày chế ơi. A144 nha mày chế. A144 kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho chị đây. Cái này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40. Rồi các chị còn mặc đẹp hơn em nữa các chị ơi. Cái này dành cho chị nào tầm 45 tới 50 ký mắc vừa trên này. Rồi 45 tới 50 ký mắc vừa trên này. 45 tới 50 ký mắc vừa nha mọi người. 45 tới 50 ký mắc vừa lên trên mặt A04 ạ. 45 tới 50 ký mắc vừa A04 cho em nhá. 45 tới 50 ký mắc vừa lên trên mặt A04. 45 tới 50 ký mắc vừa lên trên mặt A04 cho em này. 45 tới 50 ký mắc vừa lên trên mặt A04 nha mọi người. Cho trên mặt A04. A04 kèm mã kèm số cho em ạ. Cho trên mặt A04 nhá. A04 kèm mã kèm số cho em ạ. Cho chị em mã A04 đấy. Rồi lên cho chị một con hoa nha mọi người. Cái này dành cho chị nào tầm 40 tới 50 ký mắc vừa trên này, 40 tới 50 ký mắc vừa. 40 50 ký mắc vừa lên cho em A528, 40 tới 50 ký mắc vừa. A528 cho chị em A528, A528. 40 tới 50 ký mắc vừa, A528 cho em ạ. Cho chị em A528, A528. Rồi, con trên canh là size M mặc vừa trên ạ, 50 ký L72. Rồi con này là size M 50 ký L72 mặc vừa trên các cháu size M. 50 ký L72 một con gầm siêu đẹp như này em xả cho chị với giá 130. 130k lên trên mã gầm trên ạ, gầm 130 dành cho chị nào mặc size M 45 tới 50 ký mặc vừa. Rồi 45 tới 50 ký mặc vừa lên trên mã gầm này 130. 130k cho chị mã gầm các cháu gầm 130 kèm mã tiền số trên mã size M mặc vừa nhé. Size M mặc vừa lên trên mã gầm 130. Rồi ok chị nè. Rồi mã cầm các cháu lên trên mã cầm nhá. Cầm kèm mã kèm số trên mã chốt trên mã cầm. Lên trên mã cầm nhá. Rồi, lên cho chị một con size này. À 45 ký à, 45 ký nhưng mà chị cao bao nhiêu? Nếu mà chị cao dưới 1m55 mà không có độ co giãn. Nó không có độ co giãn nên là mặc vừa nhá. Em là em 45 ký là em nói chung là cái hàng gầm như đó. Mà cũng gần nói chung là vừa. Nói chung là vừa nhé chị ơi. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 40 tới 48 ký mắc vừa. Lên cho chị một con ánh nhũ này. 40 48 ký mắc vừa cho chị em mã xanh. 40 48 ký mắc vừa 49k cho chị em mã xanh này. 40 48 ký mắc vừa. Rồi 40 48 ký mắc vừa lên trên mã xanh. 40 tới 48 ký mắc vừa cho chị em mã xanh. 40 48 ký mắc vừa lên trên mã xanh kia này. Rồi 40 tới 48 ký mắc vừa cho chị em mã xanh nha. Xanh kèm luôn số cho em ạ, cho chị em mã xanh. Rồi này size to này các chị này. 48 tới 53 ký mắc vừa. 48 tới 53 ký mắc vừa lên trên mặt hoa. Rồi 48 tới 53 ký nó mặc vừa lên trên mặt hoa con này trên này. 48 53 ký mắc vừa chốt trên mặt hoa. 48 tới 53 ký mắc vừa lên trên mặt hoa. Rồi 48 tới 53 ký mắc vừa chốt trên mặt hoa nha các cháu. Hoa kèm mua số trên mặt 48 53 ký mắc vừa chốt trên mặt hoa.
Hoa kèm mã kèm số cho em ạ. Cho cho em ạ Hoa. Rồi size to mặc vừa cho em ạ các cháu. Size to mặc vừa. 50 tới 58 ký mặc vừa cho em ạ các chị này. 50 tới 58 ký mặc vừa. Rồi 50 tới 58 ký mặc vừa. A58 ký mặc vừa lên cho em ạ A56 trên này. Rồi 50 tới 58 ký mặc vừa lên cho em ạ A56 nhá. 50 tới 58 ký mặc vừa cho cho em ạ A56 ạ. 50 tới 58 ký mặc vừa cho cho em ạ A56 nhá. A56 kèm mã kèm số cho em ạ. 50 tới 58 ký mặc vừa lên cho em ạ A56 nha mọi người. Cho cho em ạ A56. Rồi, em lên cho chị một con gấm nha mọi người. Lên cho chị một con gấm trên này. Con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 50 tới 55 ký mặc vừa trên này. 50 tới 55 ký mặc vừa lên cho em ạ Hoa. 50 tới 55 ký mặc vừa 79k cho chị em ạ Hoa. Rồi 50 tới 55 ký mặc vừa lên cho em ạ Hoa 79 này. Lên cho em ạ Hoa 79k cho em ạ. Hoa 79k kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em ạ Hoa. Hoa 79k kèm mã kèm số cho em 79k. Rồi lên cho chị một con dáng suông nhé các cháu. Chốt cho em ạ suông con này cho em ạ. Free size lên cho em ạ suông. Rồi free size lên cho em ạ suông con này cho em ạ 79k luôn các cháu. Free size lên cho em ạ suông 79k. Chốt cho em ạ suông. Suông 79 ạ. Lên cho em ạ suông. Suông 79k kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em ạ suông các cháu. Suông 79 nhé. Lên trên mặt xuông. A56 Phạm Ngân Thúy. Em còn mặt xuông. Rồi con này 50 tới 55 ký mắc vừa trên này. 50 tới 55 ký mắc vừa. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mặt A87 trên này. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mặt A87 trên nhá. 50 tới 55 ký mắc vừa. Rồi 50 tới 55 ký mắc vừa chốt trên mặt A87. 50 tới 55 ký mắc vừa chốt cho em A87 nhá. A87 kèm số cho em ạ. Chốt cho em A87. A87 kèm mã. Rồi 40 tới 48 ký mang vừa chốt cho em ạ Hoa. Con này cho em ạ 40 48 ký mắc vừa. Rồi 40 48 ký mắc vừa chốt cho em ạ Hoa. 40 48 ký mắc vừa Hoa này. Rồi 40 48 ký mắc vừa chốt cho em ạ Hoa. 40 48 ký mắc vừa Hoa này. Rồi 40 48 ký mắc vừa chốt cho em ạ Hoa nha. 40 48 ký mắc vừa lên trên mạng Hoa. Cái này dành cho chị nào có tầm từ 40. Rồi mà xuông chị én biển ạ. À. Xuông chị én biển. Rồi cái này dành cho chị nào có tầm từ 45 này. 45 tới 50 ký mắc vừa chốt trên mạng hồng. 79. 45 tới 50 ký mắc vừa lên trên mạng hồng. Con này cho em ạ. 45 tới 50 ký mắc vừa hồng nha mọi người. Rồi, em lên cho chị hoa xanh nha các chị này, size cực kỳ nhỏ cho em ạ. Rồi con này dành cho chị nào cổ tầm từ 40 tới 45 ký mắc vừa thôi, chốt cho em nhỏ nha. 40 tới 45 ký mắc vừa lên trên nhỏ con này trên này. Rồi 40 45 ký mắc vừa chốt cho em nhỏ nha. 40 45 ký mắc vừa chốt cho em nhỏ này. 40 45 ký mắc vừa nhỏ cho em. Rồi 40 45 ký mắc vừa chốt cho em nhỏ. 40 45 ký mắc vừa nhỏ cho em. Rồi, cái này size to này. Rồi, free size nha mọi người ơi. Free size là một con áo sườn xám trên này, size to mặc vừa. À, con này bị lỗ rồi nha. Rồi lên cho chị một con gấm nha mọi người. Lên cho chị một con gấm dài nha. Đây gấm dài đây. Gấm dài ba đẹp luôn. Trên này chốt trên mạng gấm. Con này cho em nào các chị ơi. Xả 130 chốt trên mạng gấm đấy. Gấm 130 trên này. Con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 50 tới 55 ký mặc vừa. Lên trên mạng gấm. Rồi 50 tới 55 ký nó mặc đẹp trên này. 50 tới 55 ký mặc vừa lên trên mạng gấm 130k. Rồi 130k chốt trên mạng gấm đấy. Gấm 130. 50 tới 55 ký mặc vừa gấm đấy. 50 tới 55 ký mặc vừa gấm 130. Lên trên mạng gấm 130k. 130k chốt trên mạng gấm ạ. Gấm 130. Lên trên mạng gấm 130. Gấm 130. Gấm 130 Lợi Huynh, gấm 130 chị Lợi Huynh này. Gấm 130 chị Lợi Huynh. Rồi con này rất là đẹp và sang luôn, trên là chốt trên mà sang nha mọi người.
dành cho chị nào có tầm từ 50 tới 55 kg nó mặc đẹp cho em, không thì các chị nào mặc giá su cũng được luôn cho em ạ. 50 tới 55 kg mặc vừa lên trên mặt sang. 50 tới 55 kg mặc vừa lên trên mặt sang. 130k cho chị mặt sang, sang 130, 50 tới 55 kg mặc vừa. Không thì chị nào mà mặc giá su cũng được cho em ạ. 50 tới 55 kg mặc vừa sang. Rồi 50 tới 55 kg mặc vừa lên trên mặt sang. 130k cho chị mặt sang, sang 130 lên trên mặt sang. 130k chốt trên mặt sang, sang 130 này. Rồi lên trên mặt sang 130. Rồi sang 130 cái chốt lên trên mặt sang 130. Rồi cái này sang nhỏ cho em là các chị ơi, 40 từ 48 kg mắc vừa lên trên mặt tím cho em nào. 40 từ 48 kg mắc vừa lên trên mặt tím, 40 từ 48 kg mắc vừa. Rồi 40 từ 48 kg mắc vừa lên trên mặt tím cho em ạ. Ôi mưa bông tàn khí mắc vừa, đó trên mặt tìm chốt đấy chị ơi. Rồi con này cũng size nhỏ luôn, trên là tầm 40-45kg mắc vừa trên này. Rồi 40-45kg mắc vừa nha mọi người. 40-45kg mắc vừa A584. 40-45kg mắc vừa A584. 40-45kg mắc vừa A584 trên này. 40-45kg mắc vừa A584, chốt cho em A584 nha. 584. Rồi lên cho chị một con trắng theo bao đẹp luôn nha mọi người. Chốt trên mặt trắng theo. Con này size nhỏ mặc vừa, trên là tầm 40-45kg mặc vừa lên trên mặt trắng theo này. Rồi 40-45kg mặc vừa lên trên mặt trắng theo. 40-45kg mặc vừa chốt trên mặt trắng, bả trắng theo này. 40-45kg mặc vừa chốt trên mặt trắng theo nhá. Trắng theo kiếm mua số trên này. Rồi 40-45kg mặc vừa lên trên mặt trắng theo. 40-45kg mặc vừa lên trên mặt trắng theo. 40-45kg mặc vừa chốt trên mặt trắng theo này. Chốt trên mặt trắng theo cái chỗ, trắng theo kèm mã kèm số cho em ạ. Lên trên mặt trắng theo. Rồi, lên cho chị một con suông size to mặc vừa, 60-65kg mặc vừa, chốt trên mặt to. Rồi 60-65kg nó mặc vừa. Rồi 60-65kg nó mặc vừa, lên trên mặt to, con này trên mặt 60-65kg mặc vừa. Rồi 60-65kg mặc vừa, chốt trên mặt to cái chỗ. Lên trên mặt to, 60-65kg mặc vừa, to 49k mã to, to 49. Mã to 49. Rồi to 49k. Rồi lên cho chị đây. Cái này dành cho chị nào tầm 50 tới 55kg mắc vừa trên nào. 50 tới 55kg mắc vừa lên trên mã hồng. 50 tới 55kg mắc vừa lên trên mã hồng con này trên ạ. 50 tới 55 kg mặc vừa lên trên mã hồng nha. 50 tới 55 kg mặc vừa hồng trên này. Rồi 50 tới 55 kg mặc vừa lên trên mã hồng. 50 tới 55 kg mặc vừa hồng trên này. 50 tới 55 kg mặc vừa hồng nha. 50 tới 55 kg mặc vừa hồng. Hồng. 50 tới 55 kg mặc vừa hồng. Rồi hoa xanh nha các chị này. Lên cho chị hoa xanh. Con này dành cho chị là tầm 40 tới 50 kg mặc vừa. Rồi 40 tới 50 kg mắc vừa, mã hồng hoàng hương rồng. Rồi 40 tới 50 kg mắc vừa trên này, 40 50 kg mắc vừa A01. 40 tới 50 kg mắc vừa A01 to Vũ Nguyệt, to Vũ Nguyệt 49. Rồi con này lên trên mã A01, 40 tới 50 kg mắc vừa A01. Rồi 40 tới 50 kg mắc vừa lên trên mã A01. A01 cái chó cho trên mã A01 rồi lên cho chị hoa xanh này. Rồi lên cho chị hoa xanh nha mấy chị ơi. Cái này dành cho chị nào tầm 40, dành cho chị nào tầm 40 từ 48 kg mắc vừa trên này. A107 trên này. Tầm 40 48 kg mắc vừa A107 trên này, 40 48 kg mắc vừa. Rồi 40 48 kg mắc vừa A107 trên này. 40 48 kg mắc vừa. Rồi 40-48kg mắc vừa A107 trên này. 40-48kg mắc vừa A107. 40-48kg mắc vừa A107. Bật luôn á. 107. Rồi. Đó trên mã 107 nhé. 107 kiếm số trên ạ. Rồi con này dành cho chị nào tầm 48-53kg mắc vừa trên này. 48-53kg mắc vừa. Rồi 48-53kg mắc vừa có A01 không? A01 trang hiên. Cho thêm đủ đơn chị nhé.
A572, con này dành cho chị nào có tầm 40 tới 50 kg bắp vừa. A572. 40 50 kg bắp vừa A572. 40 tới 50 kg bắp vừa cho xem A572. 40 50 kg bắp vừa A572 cho em, cho xem A572. Rồi A572 cái cho xem A572. Rồi lên cho chị một con trắng kim sa này cái chị này. Lên cho chị một con trắng kim sa nha. Con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 tới 50 kg mặc vừa trên này, 45 tới 50 kg mặc vừa chốt trên mặt trắng. 45 tới 50 kg mặc vừa lên trên mặt trắng con này chị em này, 45 50 kg mặc vừa nha. Rồi 45 tới 50 kg mặc vừa lên trên mặt trắng á. 45 tới 50 kg mặc vừa lên trên mặt trắng cho này. Con này cho em chốt trên mặt trắng. 45 50 kg mặc vừa trắng nha mọi người. 45 50 kg mặc vừa trắng. Trắng kèm mã kèm số á. Lên cho chị một con hoa sen này các chị ơi. Con này dành cho chị nào cỡ tầm 48 tới 53 kg mặc vừa trên mặt chốt trên mặt A82, 48 53 kg mặc vừa. Rồi 48 tới 53 kg mặc vừa. Rồi 48 53 kg mặc vừa chốt trên mặt A82. 48 tới 53 kg mặc vừa lên trên mặt A82. 48 53 kg mặc vừa chốt trên mặt A82. 48 53 kg mặc vừa. A82. Lại rồi chấm mã lên trên ạ. Rồi cho em lại xin lại một bước chi cho em. Rồi con này dành cho chị nào là cỡ tầm 40-45 kg bắp vừa trên này, A06 trên này. 40-45 kg bắp vừa A06 lên chấm bài lên trên nào các chị ơi. Chấm bài. Rồi chấm bài vô lại cho em nào các chị ơi. Rồi lên cho chị con đầu like em tặng nha mọi người. Chấm bài lên cho em nào. Sửa lại. Rồi tặng nha mọi người. Tặng không đồng áp dụng cho chị nào là người chia sẻ bài nha các chị ơi. Chia sẻ lại giúp em nha. Rồi chia sẻ lại trên nào các chị ơi. Chia sẻ lại nè. Rồi chia sẻ lại nào các chị ơi. Tương tác quen kém quá các chị ơi, các chị chia sẻ lại cho em với nha, để tặng thêm 1-2 con cho mọi người nha. Rồi chia sẻ lại cho em nào, mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân nha mọi người nha, 2 lần lên trang cá nhân ạ. Và 2 lần trong nhóm hộ rồi em bắt đầu em tặng, nói chung là tặng nha, tặng cho chị nào là người chia sẻ bài nha. Rồi tặng không đồng nha, phải áp dụng cho chị nào là người chia sẻ bài và hiện mình là người chia sẻ em mới tặng các chị ơi, chấm bài lên cho em nào. Rồi tặng không đồng nha mấy chị ơi. Tặng không đồng áp dụng là chia sẻ bài nào. Rồi tặng nha mấy chị ơi. Rồi tặng không đồng đầu like nè. Nè cái gì? Chưa vô mà, chưa vô đông mà. Cái gì? Người ta chưa đứng, người ta ngồi xí đã, chưa ai vô mà. Rồi, chấm mai lên cho em nào các chị ơi. Rồi đầu like em tặng không đồng nha mấy chị ơi. Chấm mai chia sẻ lại cho em này, vô lại cho em nha. Rồi chia sẻ lên cho em nào các chị ơi. Rồi đầu like tặng không đồng nha mấy chị này. Tặng không đồng áp dụng cho chị nào là người chia sẻ bài và hiện mình là người chia sẻ nha. Nên là chị nào muốn nhận hàng không đồng vô chia sẻ bài cho em. Chào chị Bé Trinh nhá. Rồi tư thao mạnh tay cho em và chia sẻ lên trên là mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân nhá. 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong những hội đồng để em tặng con này các chị với giá không đồng. Áp dụng là chia sẻ bài các chị ơi. Rồi áp dụng là chia sẻ bài các chị ơi. Cảm ơn chị Thùy Linh người chia sẻ nhá. Rồi chia sẻ lên trên nào. Đổ nặng ở đâu bé? Đây.
Rồi chia sẻ tạ không đồng nha mấy chị ơi, tạ không đồng kèm mã kèm số cho em mà áp dụng cho chị nào là người chia sẻ bài nhá. Rồi tạ không đồng kèm mã kèm số cho em nào mấy chị ơi, 40-45 kg mặc vừa. Rồi 40-45 kg mặc vừa cho em là size nhỏ mặc vừa cho em nha các chị ơi, 40-45 kg mặc vừa. Tạ không đồng cho mấy chị nhá, tạ không đồng kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi vô lại cho em nào, lên trên mã không đồng nhá, không đồng kèm số cho em ạ, tạ không đồng. Tạ không đồng các chị ơi, lên trên mã không đồng kèm mã kèm số cho em ạ, chốt trên mã không đồng nhá. Không đồng kèm mã kèm số cho em ạ. Tạ không đồng mà chị ơi, hôm nay xả sập sàn luôn, xả cho hết hàng các chị ơi. Đồng giá 100k 3 chiếc nha. Rồi áp dụng là chia sẻ bài các chị ơi. Áp dụng chia sẻ bài nha. 100k 3 chiếc áp dụng chia sẻ. Rồi lên cho chị đây một con này, một con hồng nha mọi người. Bây giờ em bắt đầu like luôn mà chị ơi. Bắt đầu like luôn nha. Rồi tặng không đồng nha mấy chị ơi, sao hồi tối đặt hàng mà ngày nay không thấy shop gọi điện. Chị chốt đơn gì chị ơi? Rồi con này dành cho chị yêu nào có tầm từ 40 từ 48 ký mắc vừa trên là chốt trên mạng hồng các chị ơi. 40 48 ký mắc vừa. Rồi. Chào Tâm Nghệ. Chào Tâm Nghệ. Rồi 40 từ 48 ký mắc vừa trên này. Tâm chào Tâm thôi. Rồi, chấm mai lên trên nào các chị ơi, vô lại trên nào. Em bắt đầu lên lại nhé. Mã bị đứng không? Rồi, tạ không đồng. Tạ không đồng Thủy Tiên, tạ không đồng Thủy Tiên ở đây rồi. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40 từ 48 ký mắc vừa này, chốt trên mạng hồng các chị ơi, 40 từ 48 ký mắc vừa trên này. Rồi 40 từ 48 ký mắc vừa, chốt trên mạng hồng các chị ơi, 100k 3 chiếc này lên trên mạng hồng. Rồi 40 từ 48 ký mắc vừa trên này, 40 từ 48 ký mắc vừa hồng này. Rồi 40 từ 48 ký mắc vừa, chốt trên mạng hồng, 40 từ 48 ký mắc vừa, chốt trên mạng hồng này, hồng nhá. Đang chơi vậy. Rồi cái này size to mặc vừa này mấy chị ơi. Hạnh này nó hết bị mờ đúng không? Rồi con này size to mặc vừa trên này các chị ơi. Con này size to mặc vừa nha. Rồi con này dành cho chị nào tầm 55-60kg mặc vừa trên này. 55-60kg mặc vừa. Rồi 55-60kg mặc vừa trên này. Năm năm từ 60kg mắc vừa nha mọi người, cho trên mạng nâu. Năm năm từ 60kg mắc vừa lên trên mạng nâu 49k, cho trên mạng nâu này, nâu 49 này. Nâu 49 này. Giấy. Rồi lên cho chị một con lụa xanh này. Rồi lên cho chị một con lụa xanh này. Rồi. Cái này dành cho chị nào có tầm từ, dành cho chị nào có tầm từ 48 đấy, nắm gì? Rồi, để lát. Rồi 50 tới 55 ký mắc vừa cho em ạ, cho chị mã lụa con này cho em ạ, 50 tới 55 ký mắc vừa. Rồi 50 tới 55 ký mắc vừa, cho trên mã lụa cái cho. 50 tới 55 ký mắc vừa, lên trên mã lụa này. 50 tới 55 ký mắc vừa. Cái bị chưa cắt chưa mặc lại. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mã lụa, 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên lụa này. Lụa Thủy Tiên này, lụa Thủy Tiên nhồn, lụa Thủy Tiên này. Đồng nha. Thủy Tiên. Đấy chứ nhồn. Lá 100k 3 zip. Mình xem trong baby 7 kg. Thì xóa đi. Mình xem thấy không?
Rồi con này xin cho chị là tấm 50 tấm 58 ký mắc vừa trên nào, 50 tấm 58 ký mắc vừa. Rồi. Rồi con này dành cho chị nào tấm 50, dành cho chị nào tấm 50 tới 58 ký mắc vừa trên này. Rồi 50 tới 58 ký mắc vừa lên trên mặt sẵn này, 50 tới 58 ký mắc vừa giãn cho em nha. 50 58 ký mắc vừa chốt trên mặt sẵn ạ. 50 tới 58 ký mắc vừa lên trên mặt sẵn nha, giãn và kèm mua số trên mặt 50 tới 58 ký mắc vừa. Giãn cái chốt 50 tới 58 ký mắc vừa. Chốt trên mặt sẵn ạ. Rồi con này dành cho chị nào này, dành cho chị nào có tầm từ 45 45 tới 50 ký mắc vừa trên này, 45 tới 50 ký mắc vừa nhé. Rồi 45 tới 50 ký mắc vừa lên trên mã A87 trên này, 45 tới 50 ký mắc vừa. Rồi 45 tới 50 ký mắc vừa chốt trên mã A87 nhé. 45 tới 50 ký mắc vừa chốt trên mã A87 nhé. A87 kèm mã kèm số cho em ạ. A87 cách cho, A87. Rồi em lên cho chị một con đen nhé mọi người. Lên cho chị một con đen nhá, chốt trên mã đen này. 40 tới 48 ký mắc vừa lên trên mặt đen. Rồi 40 tới 48 ký mắc vừa 49 cát cho trên mặt đen. Chị cho chị em cái nước này ấy, đứng nước bán ấy. Rồi 40 tới 48 ký mắc vừa lên trên mặt đen. Mà giãn chị Hương Ly khách cũ. Rồi con này chốt trên mặt đen 49 cát cho trên mặt đen. Đen 49 lên trên mặt đen, đen 49. Mã lạ là mã gì trời? Làm gì có mã lạ. Đen cho mini cũ. Ừ. Rồi 40 tới 45 ký mắc vừa chốt trên mã nhỏ, 40 45 ký mắc vừa 49. 40 45 ký mắc vừa chốt trên nhỏ, 40 45 ký mắc vừa nhỏ cho em. 40 45 ký mắc vừa lên trên nhỏ ạ. Rồi 40 45 ký mắc vừa nhỏ cái chỗ chốt trên nhỏ nha. Hoa xanh này cái chỗ hoa ren trên này. Lên trên mã ren 50 tới 55 ký mắc vừa, 50 tới 55 ký mắc vừa ren. Rồi 50 tới 55 ký mắc vừa chốt trên mã ren. 50 tới 55 ký mắc vừa ren cho chị Thúy Hồ nha. Lên trên bản lên. 50 tới 55 ký mắc vừa ren. Ren. Rồi đây các chị yêu này. Lên cho chị một con co giãn nữa các chị ơi, tầm 50 tới 55 ký mắc vừa. Rồi 50 tới 55 ký mắc vừa trên này. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mã A01, 50 tới 55 ký mắc vừa. 50 tới 55 ký mắc vừa A01 cho em ạ. A01 ren Hoàng Hương dồn. Rồi con này dành cho chị là tầm 40 tới 48 ký mắc vừa cho em ạ. Lên cho em ạ trắng. Rồi 40 tới 48 ký mắc vừa lên trên mặt trắng con này cho em ạ. 40 48 ký mắc vừa trắng. Rồi con hình nó khuê này. 40 48 ký mắc vừa trắng. Trắng. 40 48 ký mắc vừa trắng. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40 tới 48 ký mắc vừa trên này. 40 tới 48 ký mắc vừa. Lên trên mặt A49, 40 tới 48 ký mắc vừa A49 cho em ạ. Bốn mươi bốn tám ký mắc vừa lên trên mạng A49 cho trên mạng A49 á, A49 cho em ạ. Rồi 40 tới 45 ký mắc vừa trên này, 40 tới 45 ký mắc vừa chốt trên mạng hoa. 40 45 ký mắc vừa chốt trên mạng hoa. 40 45 ký mắc vừa lên trên mạng hoa. Rồi 40 tới 45 ký mắc vừa chốt trên mạng hoa đi cho hoa. 40 45 ký mắc vừa hoa. Rồi con này đẹp này mà chị ơi, chất liệu vải gấm cho em luôn nha. Rồi con này dành cho chị nào tầm 48 tới 52 ký mắc vừa lên trên mã gấm trên này. 48 tới 52 ký mắc vừa cho trên mã gấm cái cho 48 tới 52 ký mắc vừa. Rồi 48 52 ký mắc vừa gấm trên này. 48 52 ký mắc vừa mã gấm. Mã gấm 79k gấm trên này, gấm 79 á. Rồi gấm. Gấm 79k cái cho, gấm. Gấm 79k nha. Gấm 79. Ờ nó dài. 55 tới 60 ký mắc vừa, 55 tới 60 ký mắc vừa, chán mất bờ.
55-60 kg mắc vừa, 55-60 kg mắc vừa. 55-60 kg mắc vừa, A572. 99k A572. 55-60 kg mắc vừa, A572. 55-60 kg mắc vừa, A572. A572, 99k A572. 572. 572. Gấm chị Hương Ly dồn. Gấm chị Hương Ly ở 79. Rồi con này chị nào tầm 40. Dành cho chị nào tầm 40 tới 50 kg mắc vừa A208. Rồi 40 tới 50 kg mắc vừa. 40 50 kg mắc vừa A208 cho em ạ. 40 50 kg mắc vừa A208. 40 50 kg mắc vừa A208. 40 50 kg mắc vừa cho em A208. 208 nha mấy chị ơi, 208. Lên cho chị con này form dài cho em nào. Cho chị em ạ, dài cái chị ơi. Rồi con này dành cho chị là tầm 48 53 kg mắc vừa, lên cho em ạ dài. Rồi 48 tới 53 kg mắc vừa cho chị em ạ dài cái chị ơi. 48 tới 53 kg mắc vừa, dài 79 này, dài 79k. 79k cho chị em ạ dài, dài 79 này. Lên cho em ạ dài, 79k dài. Dài 79k. Rồi con này cũng là vải gấm luôn cho em nào mấy chị ơi. Con này cũng là vải gấm luôn nha. Em còn mã dài. Rồi chị nào có tầm từ 40 này, 40 tới 50 kg mắc vừa 572 Huyền Ngọc cho cùng đơn này. Rồi con này chị nào tầm 40. À 572, 572 là 99 ạ. Rồi con này chị nào tầm 40 tới 50 kg mắc vừa. Rồi 40 tới 50 kg mắc vừa trên mạng 79k A60. 79k chốt trên mạng A60, 40 tới 50 kg mắc vừa. 40 tới 50 kg mắc vừa lên trên mạng A60. A60 79k chốt trên mạng A60 này. 79k chốt trên mạng A60 này. A60 79k A60. 79k chốt trên mạng A60. A60 79k. Rồi lên cho chị một con hoa nha. 40 từ 48 ký mắc vừa lên trên mạng hoa con này trên ạ. Rồi 40 từ 48 ký mắc vừa chốt trên mạng hoa. Rồi 40 từ 48 ký mắc vừa. Rồi 40 từ 48 ký mắc vừa chốt trên mạng hoa. 40 từ 48 ký nó mắc vừa lên trên mạng hoa. Rồi 40 từ 48 ký mắc vừa chốt trên mạng hoa này. 40 từ 48 ký mắc vừa hoa. 40 từ 48 ký mắc vừa chốt trên mạng hoa. Hoa kèm mã kèm số trên mạng hoa. Đang xong thì bắt đầu lên vốn nha. Rồi con này dành cho chị nào tầm 50 tới 60 kg mắc vừa trên này. 50 tới 60 kg mắc vừa. 50 tới 60 kg mắc vừa lên trên mã suông con này trên mã 79k cho trên mã suông. 50 tới 60 kg mắc vừa suông 79 này, lên trên mã suông. 79k cho trên mã suông. Suông 79k, suông 79 ạ. Suông 79 các chị ơi, suông. 79k cho trên mã suông. Rồi 40 tới 50 kg mắc vừa cho em nào các chị ơi, 40 tới 50 kg mắc vừa. 40 50 kg mắc vừa A522. 40 50 kg nó mắc vừa A522. 40 tới 50 kg mắc vừa cho em A522. 40 50 kg nó mắc vừa A522. Cho em A522. A522. 522 kèm số cho em ạ, 522. Mã 522. Rồi 40 48 kg mắc vừa cho em nào. 40 từ 48 kg mắc vừa nha mọi người. Rồi 40 từ 48 kg mắc vừa A107 này. 40 48 kg mắc vừa chốt cho em A107 nha. Rồi 40 48 kg mắc vừa A107. 40 48 kg mắc vừa chốt cho em A107 nha. A107 ạ. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40 tới 50 kg mắc vừa trên này. 40 50 kg mắc vừa hoa xanh ạ. Rồi 40 tới 50 kg mắc vừa chốt cho em hoa xanh. 40 tới 50 kg mắc vừa chốt trên mạng hoa xanh kèm số. Hoa xanh. 40 tới 50 kg mắc đẹp chốt trên mạng caro, 79k caro. 40 tới 50 kg mắc vừa caro 79, chốt trên mạng caro. Caro 79k. Caro 79. Rồi lên cho chị siêu phẩm nha mấy chị ơi, lên cho chị siêu phẩm nha. Rồi lên cho chị một con siêu phẩm nha mọi người. Siêu phẩm này size to mặc vừa trên nào các chị ơi, siêu phẩm size to mặc vừa nha.
Rồi con này dành cho chị nào tầm 55 tới 60 kg mặc vừa cho trên mặt siêu phẩm này. 55 tới 60 kg mặc vừa lên trên mặt siêu phẩm cho em ạ. 280k cho trên mặt siêu phẩm nhá, siêu phẩm 280. 55 tới 60 kg mặc vừa, 55 tới 60 kg mặc vừa lên trên mặt siêu phẩm 280k cho trên mặt siêu phẩm này. Siêu phẩm 280, siêu phẩm 280 gì vậy? Siêu phẩm 280 cái gì vậy? Nghe tiếng rồi, không biết là ở đâu. Ở đâu là ở đâu? Nghe tiếng. Là 45 tới 50 kg mắc vừa vậy hả? Nghe hả? 45 tới 50 kg mắc vừa A570. A570 45 tới 50 kg mắc vừa A570. 45 tới 50 kg mắc vừa lên trên A570. 45 tới 50 kg mắc vừa A570. Cho xem A570 này. 45 tới 50 kg mắc vừa A570. A570 cái trời, A570 ạ. 570. Chị nào có tầm từ 50 tới 55 kg mắc vừa trên này, 50 tới 55 kg mắc vừa nhé. A141 trên này. 50 tới 55 kg mắc vừa lên cho em A144. 50 tới 55 kg mắc vừa A144 cho em. 50 tới 55 kg mắc vừa. Hả? A144 cho em ạ, chốt cho em A144, chốt đi nào mấy này ơi. A144 mai kiểu này vừa mệt vừa chạy. Vừa buồn ngủ nữa. Đây cho chị một con vặt chèo nhé, cho 40 tới 48 kg mắc vừa vặt chèo thêm này. Rồi 40 48 kg mắc vừa lên trên mã vặt chéo. Rồi 40 48 kg mắc vừa vặt chèo thêm này. Vặt chéo. Rồi lên cho chị hoa tím. Gấp còn kịp nữa. Gấp còn nhanh hơn like nữa là các chị biết rồi đấy. Rồi lên cho chị đây con này size to mặc vừa trên này. Một bên 48 người, một bên 16 người, một bên 18 người. Cộng lại chấm mai lên cho em với nào. Chứ like như này chán lắm luôn. 50 tới 58 kg mắc vừa A59 cho em nè. 50 tới 58 kg mắc vừa. Đấy, nhưng mà trong người sẵn rồi. Cái này quá. Cái này trong người. A59 cho em là chốt cho em A59. Hả? Đưa lại được rồi, đơn người. A59. 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 Tôi ngủ mệt mỏi đi về chợ trưa chứ. Về chợ hồi đến 12 giờ 1 giờ. Lúc tới 4 giờ chiều. Ngủ mệt mỏi đâu, tôi nó ngủ đâu có được đâu. Mệt. Rồi con này chị nào tầm 40 này, dành cho chị nào tầm 40 48 kg mắc vừa cho mấy giờ đây? 40 tới 48 kg mắc vừa cho trên mặt nu. 40 48 kg mắc vừa. 40-48 kg mắc vừa cho trên mặt nu. 40-48 kg mắc vừa lên trên mặt nu. 40-48 kg mắc vừa nu này. Rồi 40-48 kg mắc vừa cho trên mặt nu. 40-48 kg mắc vừa nu này. 40-48 kg mắc vừa nu. Rồi áo này các cháu, 55-60 kg mắc vừa cho trên mặt áo. 55-60 kg mắc vừa lên trên mặt áo con này cho em này. 55-60 kg mắc vừa cho trên mặt áo các cháu. 55 tới 60 kg mặc vừa cho trên mặc áo. Em thấy mọi người nha. 55 tới 60 kg mặc vừa cho trên mặc áo. 55 60 kg mặc vừa lên trên mặc áo. Từ ngày mai cái túi đóng đồ kia. Mai về luôn. Tía luôn. Rồi lên cho chị con này cũng size to luôn trên ạ. 60 65 kg mặc vừa lên trên mặc hồng. 60 65 kg mặc vừa cho trên mặc hồng. Cảm ơn chị nha. 60 65 kg mặc vừa cho trên mặc hồng. 60-65 kg mắc vừa lên trên mã hồng này. Rồi A59 cho cô Hà. A59 cô Hà. Chốt đủ đơn nha mọi người ơi. Rồi con này chị nào tầm 40-45 kg mắc vừa lên trên mặt nu. Rồi 40-45 kg mắc vừa chốt trên mặt nu. 40-45 kg mắc vừa lên trên mặt nu. 40-45 kg mắc vừa chốt trên mặt nu. Rồi size to mặc vừa trên nào các chị này. Cái này size to mặc vừa nha. Dành cho chị nào cỡ tầm 55 tới 60 kg mặc vừa. 55 tới 60 kg mặc vừa chốt trên mặt to, 55 tới 60 kg mặc vừa nha. Rồi
55 tới 60 kg măng vừa chốt trên mặt to. 55 60 kg măng vừa to. 55 60 kg măng vừa chốt trên mặt to. 55 60 kg măng vừa chốt trên mặt to. To. 40 tới 48 kg măng vừa kia ạ. 40 tới 48 kg măng vừa nha. A04 trên mặt 40 48 kg măng vừa chốt trên mặt A04. Rồi 40 tới 48 kg măng vừa. Chốt trên mặt A04 ạ. 40 48 kg măng vừa A04. Rồi con này dành cho chị nào có tầm 40 tới 50 kg mắc vừa trên ạ. 40 tới 50 kg mắc vừa ạ. 40 tới 50 kg mắc vừa ạ. Lên trên mặt A56 ạ. Lên trên mặt A56 40 tới 48 kg mắc vừa lên trên mặt A56. Rồi 40 tới 48 kg mắc vừa. Chốt trên mặt A56 này, A56 trên A56. 40 tới 45 kg mắc vừa con này chốt trên mặt nhỏ, 40 45 kg mắc vừa. Nhỏ trên 40 45 kg mắc vừa thẳng như vậy. Nhỏ. Không chị nào chốt luôn. Đó lên cho chị một con đẹp nha mọi người. 40 tới 48 kg mắc vừa trên này, 40 48 kg mắc vừa. Rồi 40 tới 48 kg mắc vừa nha, 40 48 kg mắc vừa hoa xanh trên này. Rồi 40 tới 48 kg mắc vừa cho trên mặt hoa xanh nha. Rồi 40 48 kg mắc vừa cho trên mặt hoa xanh này. 40 48 kg mắc vừa hoa xanh. 40 48 kg mắc vừa cho trên mặt hoa xanh. Hoa xanh. Hoa xanh. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 tới 45 kg mắc vừa. Rồi 40 tới 45 kg mắc vừa cho trên mặt trắng. 40 tới 45 kg mắc vừa trắng cho em này. 40 tới 45 kg mắc vừa chị nào lấy comment chốt trên mặt trắng nhé. 40 45 kg mắc vừa trắng cho em này. Trắng. 40 45 kg mắc vừa trắng á. Nãy như 15 cái không chốt rồi nghe. Nãy như 15 cái xếp không chốt rồi đó. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 tới 52 kg mắc vừa trên này. Rồi 45 tới 52 kg mắc vừa chốt trên mặt chim. 45 tới 52 kg là mắc vừa lên trên mặt chim này. Tưởng đều một cái nhìn chung. 45 tới 52 kg mắc vừa chốt trên mặt chim. Chốt mặt chim. Chốt trên mặt chim. Chim chết chòe. Rồi lên cho chị một con nu ngọc này các chị này. Nu kim sa. Lên trên mặt nu con này cho em nào. Dành cho chị nào tầm 40-48 kg mắc vừa chốt trên mặt nu. Rồi 40-48 kg mắc vừa lên trên mặt nu này. 40-48 kg mắc vừa nu. Rồi 40-48 kg mắc vừa nu. 40-48 kg mắc vừa chốt trên mặt nu. Mỏng dài ít rồi chị ơi. Hàng này hàng xả là không có mẫu dài nha. Có bốc nào, bốc đấy, bốc nào lên đấy. Rồi con này dành cho chị nào có tầm từ 40, 40 tới 48 kg mắc vừa. Rồi 40 tới 48 kg mắc vừa chốt trên mặt hoa. Rồi 40 48 kg mắc vừa lên trên mặt hoa. 40 48 kg mắc vừa chốt trên mặt hoa. Hoa. 40 48 kg mắc vừa hoa. Rồi lên cho chị một con vàng kim sa này các chị này. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40 tới 50 kg mắc vừa chốt trên mặt kim sa. Rồi 40 50 kg mắc vừa lên trên mặt kim sa này, 40 50 kg mắc vừa kim sa này. 40 tới 50 kg mắc vừa chốt trên mặt kim sa nha. 40 50 kg mắc vừa. Mã kim sa chốt trên mặt kim sa. Rồi con này dành cho chị nào có tầm từ 40 tới 48 kg mắc vừa caro này. Rồi 40 tới 48 kg mắc vừa chốt trên mặt caro ha. Rồi 40 tới 48 kg mắc vừa chốt trên mặt caro ạ. 40 48 kg mắc vừa. Rồi 40 tới 48 kg mắc vừa chốt trên mặt caro. 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 Rồi lên lụa cho chị ơi, lên lụa nào. Rồi con này chị nào tầm 40 tới 50 kg mắc vừa trên mặt chốt trên mặt lụa ha. 40 50 kg mắc vừa lụa này. Rồi 40 50 kg mắc vừa lụa.
Rồi 40 tới 50 ký mắc vừa, lộ trên này, 40 50 ký mắc vừa lộ nha. 40 50 ký mắc vừa, cho trên mắc lộ. Rồi, 40 tới 50 ký mắc vừa, lộ trên này. Lộ nha, mấy chế ơi. Lộ này. Rồi lên cho chị một con hoa nha mọi người. Con này dành cho chị nào tầm 40 50 ký là mặc vừa lên trên mã hoa. Rồi 40 tới 50 ký là mặc vừa chốt trên mã hoa này. Rồi 40 tới 50 ký mặc vừa chốt trên mã hoa. 40 tới 50 ký mặc vừa chốt trên mã hoa. 40 50 ký mặc vừa chốt trên mã hoa này. Rồi 40 50 ký mặc vừa lên trên mã hoa nha. Hoa kèm mã kèm số trên mã chốt trên mã hoa. Rồi con này dành cho chị nào có tầm 45 tới 50 ký mắc vừa. 45 tới 50 ký mắc vừa lên trên mặt công. Rồi chốt trên mặt công 49k chốt trên mặt công. Công 49. Rồi con này size M mặc vừa. 45 50 ký mắc vừa trên nè. Rồi con này size M 45 tới 50 ký mắc vừa trên nè. Rồi 45 tới 50 ký mắc vừa chị nào lấy con này chốt trên mặt gấm trên nè các chị ơi, lên trên mặt gấm này. Xả con này các chị với giá 130k chốt trên mặt gấm nhá, gấm 130. Chất liệu là vải cầm cho em các chị ơi, dành cho chị nào có tầm 45 tới 53 ký mắc vừa. 45 50 ký mắc vừa. 45 50 ký mắc vừa lên trên mã gấm trên này, gấm 130 các chị ơi, gấm 130. Gấm 130 kèm mã kèm số cho em nào. Ký mắc vừa A04 trên à, 40 45 ký mắc vừa chốt trên mã A04 này. 40 45 ký mắc vừa lên trên mã A04 các chị ơi. Rồi 40 45 ký mắc vừa. Rồi cảm ơn chị Cúc Đạt. Rồi chào chị Crazy Phạm này. 40 45 ký mắc vừa. A04 trên à, 40 45 ký mắc vừa chốt trên mã A04 nha. 40 45 ký mắc vừa chốt trên mã A04. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 45 tới 50 ký mắc vừa trên này, 45 tới 50 ký mắc vừa. 45 50 ký mắc vừa lên trên mã lộ 49k trên này, 49k chốt trên mã lộ 45 tới 50 ký mắc vừa. Lên trên mã lộ. Trời ơi like kiểu này chỉ có muốn ngồi thôi trời ơi. Like mà mặc lên không muốn mặc lên luôn đó các chị ơi, chấm mai lên trên này. Mấy chế ơi, mấy chế có thấy em không? Chấm mai cho em với nào. Like như này hơn cả mấy chục cái rồi không hay một cái. Rồi em còn mã lụa chị nào lấy comment chốt trên mã lụa này. Để dưới đây nè. Lụa nha. Sơn sáng kiểu khác và sơn sáng kiểu như nào chị ơi. Rồi lên cho chị một con xanh nha các chị này. Lên cho chị một con xanh nha. Xanh này chị nào tầm 40-48 ký mắc vừa lên trên mặt xanh này. Rồi 40-48 ký mắc vừa lên trên mặt xanh. Con này trên mặt 40-48 ký mắc vừa xanh này. Rồi 40-48 ký mắc vừa chốt trên mặt xanh. 40-48 ký mắc vừa chốt trên mặt xanh. 40-48 ký mắc vừa xanh. 40-48 ký mắc vừa trên này. 40-48 ký mắc vừa. Rồi 40-48 ký mắc vừa A584. 40-48 ký mắc vừa A584. 40-48 ký mắc vừa A584 cái chỗ A584 trên này. Rồi cái này dành cho chị nào có tầm từ 40-45 ký mắc vừa trên này. Chốt trên mặt kim sa. 40-45 ký mắc vừa lên trên mặt kim sa. Chốt trên mặt kim sa. 40-45 ký mắc vừa kim sa. 50 tới 55 ký mắc vừa trên này, 50 55 ký mắc vừa. 50 tới 55 ký mắc vừa A107 trên này, 50 tới 55 ký mắc vừa A107. 50 tới 55 ký mắc vừa A107 trên mạng, chốt trên A107. A107 cái chỗ. 107. Đa phần là hàng size nhỏ không mà chị ơi, em đang xả chết hàng size nhỏ nha. Rồi lên cho chị xàm đấy, chốt trên mạng xàm con này trên này.
xem cho chị nào khởi tâm từ 45. 40 này, 40 tới 50 kg móc vừa lên trên mặt sàn. Con này cho em ạ, 40 tới 50 kg móc vừa sàn á. Làm bằng thịt chó được không? Hả? Làm bằng thịt chó. Thịt chó. 40 tới 48 kg móc vừa. Rồi lên trên mặt sàn, con này cho em ạ, 40 48 kg móc vừa. Rồi 40 48 kg móc vừa chốt trên mặt sàn. 40 48 kg móc vừa sàn. Sáng còn được lâu thì ăn bây giờ thôi. Ăn mà em không ăn nhiều. Em ăn một miếng thôi. Đây không được rồi. Em ăn một miếng rồi. Rồi con này dành cho chị là tầm 40 tới 48 kg móc vừa. Rồi 40 tới 48 kg móc vừa. 40 48 kg móc vừa lên cho em A60. 40 tới 48 kg móc vừa cho em A60. 40 48 kg móc vừa cho em A60 này. A60 kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con cái tân này các chị này. Lên cho chị một con cái tân nha. Rồi con này xem cho chị nào khởi tâm 45-53 kg móc vừa lên trên mặt cái tân. 45-53 kg móc vừa. Cái tân này xả cho chị với giá 99k chốt trên mặt cái tân. Cái tân 99k, cái tân 99k. Cái tân 99. Cái tân 99. Cái để sang bên hỏi chị bất cần. Cái để sang bên lắp cho chị. Rồi con này lên trên mặt cái tân 99k chốt trên mặt cái tân này, cái tân 99k. Cái tân 99 này chốt đủ đơn trên ạ. Nổi nguyễn các bạn. A60 nổi nguyễn. Rồi con này chỉ là tầm 45-50kg bắt buộc. Cái tân 99k, cái tân. Cái tân 99, cái tân 99k. Cái tân 99. Cái tân 99 ạ. Bốn mươi từ 48 kg móc vừa trên mà A206 ạ. 40-48 kg móc vừa A206 trên này. Rồi 40-48 kg móc vừa A206 trên. 40-48 kg móc vừa A206 này. Rồi 40-48 kg móc vừa A206 trên này. 40 từ 48 kg móc vừa chốt trên A206 ạ. A206 các chị ơi. Rồi con này xin cho chị là cỡ tầm 50 từ 55 kg móc vừa trên ạ. 50 từ 55 kg móc vừa chốt trên mặt hoa. 50 từ 55 kg móc vừa lên trên mặt hoa này. Rồi 50 tới 55 kg móc vừa lên trên mã hoa. 50 tới 55 kg móc vừa hoa. 50 tới 55 kg móc vừa chốt trên mã hoa. Rồi con này bao sang luôn trên mã chốt trên mã sang các chỗ 79k trên này. Rồi 79k chốt trên mã sang. Con này dành cho chị nào cỡ tầm 40. Dành cho chị nào tầm 40 tới 50 kg mặc đẹp chốt trên mã sang. 40 tới 50 kg mặc vừa lên trên mặt sang à. Rồi 40 tới 50 kg mặc vừa sang. Rồi 40 tới 50 kg mặc vừa chốt trên mặt sang. 40 50 kg mặc vừa sang cho em ạ. Rồi lên cho chị đây, một con công nha mọi người. Con này dành cho chị nào tầm 50 tới 55 kg móc vừa lên trên mặt công này, 50 tới 55 kg móc vừa. Rồi 50 tới 55 kg móc vừa cho trên mặt công. 49k công. 45 tới 50 kg móc vừa lên trên mặt công, công 49. Sao Thủy Tiên? 45 tới 50 kg móc vừa trên mặt A59 cho nào. 45 tới 50 kg móc vừa lên trên mặt A59 các chỗ. 45 tới 50 kg móc vừa. Rồi 45 tới 50 kg móc vừa. 45 50 kg móc vừa lên trên mã A59 các chỗ. A59. A59. Cái này là thường đồ chế. Rồi lên cho chị một con co giãn nha mọi người. Cho trên mã giãn con này cho em này. Con này dành cho chị nào khoảng tầm từ 40. 40 tới 52 kg móc vừa lên trên mã giãn này. 40 tới 52 kg móc vừa nha. Rồi 40 tới 52 kg móc vừa chốt trên mặt giãn này. 40 tới 52 kg móc vừa giãn nha. Rồi 40 tới 52 kg móc vừa chốt trên mặt giãn. 40 tới 52 kg móc vừa giãn. 40 tới 45 kg móc vừa lên trên mặt ướm.
rồi lên trên mặt bướm nhớ chị băng thanh lên bốn, không thấy chị băng thanh mua lên bốn. Con 49k chị ơi, con 49 nhá. Bán không được bồn chị ơi. 50 tới 55 ký mắc vừa, 50 tới 55 ký mắc vừa A522. Rồi 50 tới 55 ký mắc vừa A522. 50 tới 55 ký mắc vừa A522. 50 tới 55 ký mắc vừa A522. A522. 522. Thèm ra Đà Lạt với chị Băng Thanh nha. Đồng giá 100k 3 chiếc đó chị ơi, em có ghi rõ ràng ở dưới rồi nha. Với cái địa điểm thì chụp hình chỗ đó, đi ra Đà Lạt nữa thôi, điện thoại chỗ đâu chứ, nổi hình. Rồi 40 từ 48 ký mắc vừa lên trên mạng hoa sen. Hồi đó thuê nhiếp ảnh gia theo mấy công ty. Rồi 40 từ 48 ký mắc vừa chốt trên mạng hoa sen này. Rồi 40 từ 48 ký mắc vừa chốt trên mạng hoa sen nha mấy chị ơi. Rồi 40 từ 48 ký mắc vừa hoa sen. 40 48 ký mắc vừa hoa sen. 40 48 ký mắc vừa chốt trên mạng hoa sen nha. Rồi con này chị nào tầm 45 tới 50 ký mắc vừa trên này, 45 tới 50 ký mắc vừa nha mọi người. 45 tới 50 ký mắc vừa A538 á, 45 tới 50 ký mắc vừa. Rồi 45 50 ký mắc vừa A538. 45 50 ký mắc vừa A538. Chốt cho em A538. 45 tới 50 ký mắc vừa A538. 538. Rồi lên cho chị một con lụa nha mọi người, lụa viền kia này. Hoa sen Phạm Ngọc Linh. Mọi người ơi, chốt một đơn cho em với nào. Có đơn buổi sáng ra đó, có đơn buổi chiều ra đó, có đơn buổi chiều để sáng lên. Rất ba lô và đi Đà Lạt chơi thôi. Qua rước em đi. Rồi con này dành cho chị là 40-50 ký mắc vừa lụa trên mạng 49k, chốt trên mạng lụa này, lụa 49. Lộ 49. Đà Lạt gần đây mà chế. Gần đây mà nhở. Đi có mấy tiếng xe mà. Đi có mấy tiếng thôi chị Băng Thanh ơi. Mà không biết đường. Sang hết rồi. Chốt từng mã thôi mà chị ơi, chốt nhiều mã như vậy bây giờ em cỡ mã hết trơn rồi. 538 còn không? Có còn đây. 538 Phúc Đức. Có A04 không? Chốt từng mã, chốt từng một mã thôi, chốt nhiều mã vậy giờ có ít mã hết trơn rồi. Độ thủy tiên. Giá hoa hả? Hoa là cái nào ta? Có mã hoa không? Mã hoa thì lịch không, cái mã, có mã đấy. Mã hoa là mã gì? Này rồi con này chị nào tầm 40 tầm 48 ký mắc vừa. Cái mã gì đó? 538 Phúc Đức. Rồi 40 tầm 48 ký mắc vừa trên này, 40 tầm 48 ký mắc vừa. Rồi 40 tầm 48 ký mắc vừa lên trên mã A82. 40 tầm 48 ký mắc vừa chốt trên mã A82. Rồi 40 tầm 48 ký mắc vừa chốt trên mã A82. 40 tầm 48 ký mắc vừa chốt trên mã A82 này. 40 tầm 48 ký mắc vừa. Đầu bài mã hoa đầu bài màu hồng nhạt đấy, bây giờ nhiều màu hồng nó qua mã lâu lắm rồi, bây giờ em chẳng biết cái nào đâu, các chị comment một mã thôi cho em thôi. 40 từ 48 ký mắc vừa trên này, 40 từ 48 ký mắc vừa phạm một lên để bên này, 40 từ 48 ký mắc vừa. Rồi 40 từ 48 ký mắc vừa A209 ạ, 40 từ 48 ký mắc vừa A209. Rồi 40 từ 48 ký mắc vừa A209 trên này, 40 từ 48 ký mắc vừa A209 nha mọi người. 40 bồn tàn ký mắc vừa A209 này. Ôi là làm chị thấu hết. Mình sàn tay dài ít chị này. Đi xe máy. Nói chung đi xe máy thì cũng nhanh tối chị Băng Thanh ơi. Biết giờ biết ai chở. Ai chở cho đi. Được, bây giờ lạc lên xe máy rồi đi. Ai chở cho đi, Băng Thanh. Mà em thích ở vùng khí lạnh cơ. Vùng khí lạnh lạnh.
mát mát cơ. Chứ nóng quá sống không nổi. Công chốt hàng lên sổ cho em mọi người. Sang em hết rồi. Công Liêu Ngọc. Công Liêu Ngọc. Rồi lên cho chị một con này. Ủa mã công là cái nào? Kéo xuống. Co xuống, co xuống, co xuống. Không, đó. Trời ơi. Mã từ đời nào rồi? Ừ. 49. Liêu Ngọc. Rồi. Con này dành cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa. Cho em ạ, cho trên mã gấm này. Cho 40-48kg mắc vừa. Lên trên mã gấm con này cho em. Ủa mua 48kg mắc vừa cho trên mã gấm chứ. Lên trên mã gấm cái cho trên mã gấm này. Sáng con chị vừa giá 150 cho em ạ. 150 lên trên mã gấm cái này. Gấm 150. Lên trên mã gấm, gấm 150 này. Gấm 150. Gấm 150. Đi xe mấy tiếng ta. Đi xe máy mấy tiếng ta. 3 tiếng đi xe máy 3 tiếng rồi. Gấm 150 cho nè, cho trên mặt gấm nhá. Gấm cho cái trời. Đi xong về, về trong ngày. Ừ. Sao đi lại, có đi chơi 2 trong ngày kia hết. Đi trong ngày về. Rồi, lên cho chị một con hoa sen nha mọi người. Tầm 40-48kg mắc vừa trên này, hoa sen. 40-48kg mắc vừa, hoa sen này. Rồi 40-48kg mắc vừa cho chị mang hoa sen nhá. 40-48kg mắc vừa, hoa sen này. Cho 40-48kg mắc vừa chốt trên mang hoa sen. 40-48kg mắc vừa hoa sen. 40-48kg mắc vừa hoa sen đi. Hoa sen. 40-48kg mắc vừa hoa sen. Loanh quanh năm sáng xuân tuyệt. Đẹp tuyệt. Trời ơi, loanh quanh năm thích dậy. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 45-50kg mắc vừa. 45-50kg mặc vừa đen 79k chốt trên mặt đen. Em thì thích thích lại lạnh hơn so với lại nóng. Ở đây chứ ở đây nóng lắm. Chị Băng Thanh ơi, ở đây nóng. Tại em thích cái vùng núi hơn, vùng núi. Nó yên tĩnh. Ở trên đây là núi này. Không, ở đây không thích. Thích biển rồi nha. Rồi con này dành cho chị nào này. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 40-48kg mặc vừa trên này. Rồi 40-48kg mắc vừa A537. 40-48kg mắc vừa. Đi biển rồi, ưng đi Đà Lạt rồi. Rồi 40-48kg mắc vừa trên là 40-48kg mắc vừa A537 trên mà. Cho trên A537. 537 cái chơi, 537. Rồi. Tối ở lại vô ba quỷ đấy chứ. Em mới biết vô ba đâu. Em có biết vô ba đâu. Em có biết vô ba đâu chị Băng Thanh. Rồi lên cho chị Hoa này, 40-48kg mắc vừa. Em nhìn cái điện, em nhìn cái đèn điện nó quay là em đã chóng mặt ra rồi. Thiệt luôn. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 này, dành cho chị nào tầm 40. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40-50kg mắc vừa trên ạ. 40-50kg mắc vừa. 40-50kg mắc vừa lên trên mặt A01. 40-50kg mắc vừa A01. 40-50kg mắc vừa A01, chốt xem A01. Em vô 3 chắc em vô 3 chắc em ngồi em đem theo luôn cả cái kính đen. Khẩu trang. Không, cái kính đen. Chứ nhìn cái điện này, nhìn cái điện lấp lánh á, nhìn không được. Rồi con này dành cho chị nào tầm 50-55kg mắc vừa. Đều kính đen. 50-55kg mắc vừa. 50-55kg mắc vừa này. 50-55kg mắc vừa. Lên trên mặt tay dài, 50-55kg mắc vừa tay dài. 50-55kg mắc vừa tay dài. Tay dài. Đấy bụng. Bào được. Ồ thì ăn đi. Có cơm kìa. Rồi con này chỉ là tầm 40-48kg mắc vừa. Rồi 40-48kg mắc vừa trên ạ. 40-48kg mắc vừa. Cho 40-48kg mắc vừa lên trên mặt A49. Cho 40-48kg mắc vừa cho trên mặt A49. 40-48kg mắc vừa A49. A49. Mấy năm nay nè em. Mấy năm nay nọ. Không có tiền. Đáng là mấy năm nay. Đi. Một là Đà Nẵng. Hai là người đang mơ mộng rồi. Hay là Đà Lạt. Có A49 không? Có. Trời ơi, võ trang có đâu không? A01 không? Không, A49 này. A49 cho hàng lên số đi mọi người.
Rồi, làm vài ly thấy đẹp đời vui ngay cả cả. Em lại càng không biết uống chế ơi. Em mà uống thôi em khỏi về chắc em lết luôn á. 50 tới 55 ký mắc vừa. 50 tới 55 ký mắc vừa. Ví dụ cục bà, cục bà cổ được kéo. 50 tới 55 ký mắc vừa. 50 tới 55 ký mắc vừa. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mặt tím. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mặt tím. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mặt tím. Cục dưới chân cục sâu đi xe đó. Chạy. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mặt tím. 50 55 ký mắc vừa tím. Chưa biết thế nào là ba luôn. Rồi, 40 tới 50 ký mắc vừa trên ạ. 40 tới 50 ký mắc vừa trên này. Rồi 40 tới 50 ký mắc vừa lên trên mã A56 này. Rồi 40 tới 50 ký mắc vừa lên trên mã A56. 40 tới 50 ký mắc vừa lên trên mã A56. Cho trên mã A56. 40 tới 50 ký mắc vừa lên trên mã A56 này. 40 tới 50 ký mắc vừa. Rồi lên trên mã A56, 40 tới 50 ký mắc vừa. Cho trên mã A56. 40 tới 50 ký mắc vừa. 256. A56 còn gì có? Dạ không chị ơi, không nha. Rồi con này lên cho em A56 đây, cho em A56. Rồi. Lên cho chị một con đẹp nha mọi người. Rồi lên cho chị một con đẹp nữa nha. Rồi con này dành cho chị nào có tầm 48 tầm 53 ký mắc vừa trên ạ. Tím cho cô Hà. Tím cô Hà. Rồi con này chị nào tầm 50 tới 55 ký mắc vừa trên này. 50 tới 55 ký mắc vừa. Rồi. Quẩy hơn cá bạn thôi. Em thôi chế ạ. Nói chung là em ở nghe, nói chung là nghe thấy cái đèn điện là lấp lánh đã chóng mắt. Đã chóng mắt ra rồi, nói chi là em vô trong đó rồi nữa. Rồi các bạn chị nào tầm 48 tới 53 ký mắc vừa. Như đúng là nhá quê. Rồi lên trên mã xinh này, chốt trên mã xinh. Mã xinh nha mọi người, chốt trên mã xinh. Em ở nông thôn nên là không có ba ở đây, không có ba chị ơi. Rồi lên cho chị một con váy nha mọi người, chốt trên mã váy con này trên nào. Bữa gần đi bán cái tâm đi đâu rồi. 40 tới 48 ký mắc vừa lên trên mã váy. 40 48 ký mắc vừa váy trên này. 40 48 ký mắc vừa váy cho em cái chỗ. 40 48 ký mắc vừa váy trên này. 40 48 ký mắc vừa váy. 40 48 ký mắc vừa váy. Váy cho em à, mã váy. Váy mini rồi. Rồi 50 tới 55 ký mắc vừa chốt cho em ạ. 50 tới 55 ký mắc vừa nu tinh nội nguyễn. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mặt nu. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mặt nu. 50 tới 55 ký mắc vừa chốt trên mặt nu này. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mặt nu nha. 50 tới 55 ký mắc vừa chốt trên mặt nu. Nu. Vô trong quán cà phê. Đi hát đấy. Em có thể chấm mặt không chị? Nhiều. Tại vì ra điện nhớ à. Điện nhớ. Điện chưa được đi ba là nói gì em. Rồi, lên cho chị đây một con suông trên này. Đây là mình giấu quần. 40 tới 45 ký mắc vừa lên trên mã suông. Rồi 40 45 ký mắc vừa cho trên mã suông. Suông. Ai chị Nội Nguyễn ơi? Anh là ai? Em là ai? Suông Linh hả hay anh? Hay mình có mấy con rồi. À con có lại anh. À ba con rồi. Ba con rồi bạn. Ba con và bạn yêu. Ba con và bạn yêu ơi. Rồi hoa xanh nha mẹ trời ơi. Hôm nay lại rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi con này chị nào tầm 50 tới 55 ký mắc vừa trên này. 50 tới 55 ký mắc vừa. 50 tới 55 ký mắc vừa. Lên trên mạng A59. 50 tới 55 ký mắc vừa A59. Ba con ba chiếc và bạn ơi. 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mạng A59 này. Cho trên mạng A59. A59 nha mày chéo, chốt trên mạng A59 này.
Mai chị dưỡng sức chụp uống cho đồ. Rồi con này 50 tới 55 ký mắc vừa trên này. 50 tới 55 ký mắc vừa nhưng mà ôi. 50 tới 55 ký mắc vừa trên này. A538. 50 tới 55 ký mắc vừa A538. Chốt trên A538. Tới 55 ký mắc vừa 538 trên này. Chốt trên là 538. 538 các chú ơi. Chốt đi nè, chốt đi nào. Rồi em lên cho chị một con hồng 40 tới 48 ký mắc vừa cho em ạ. Rồi 40 tới 48 ký mắc vừa lên cho mã hồng ha. 40 48 ký mắc vừa hồng này. Rồi 40 48 ký mắc vừa cho chị mã hồng nha. 40 48 ký mắc vừa cho chị mã hồng. Rồi lên cho chị một con viền. Con này chị nào tầm 40 tới 48 ký mắc vừa. Rồi 40 tới 48 ký mắc vừa lên trên mã viền. 40 tới 48 ký mắc vừa cho trên mã viền. 40 tới 48 ký mắc vừa viền. A 358 cho cô Hà. Rồi viền. 40 tới 48 ký mắc vừa cho trên mã viền. 40 tới 48 ký mắc vừa viền. 40 tới 48 ký mắc vừa viền. Suy nghĩ thì một là ba thôi. Lần không có tiền cứ Đà Lạt biết là lên đây. Hãy đi lo ra đơn hả? Thì thế người ta mới suy nghĩ. Đà Lạt ha. Thì thế người ta mới suy nghĩ được một cái chỗ mới suy nghĩ là đi cho nó thỏa hạ đầu óc. Đầu óc mặt. Vậy cà phê chụp hình đẹp nhẹ nhàng thôi vậy. Rồi ok ok chị Băng Thanh khi nào lên nói chung lên Đà Lạt em khú. Khi nào lên Đà Lạt em hú chị. 40 tới 48 ký mắc vừa lên trên mã dài. 40 tới 48 ký mắc vừa lên trên mã dài. 40 tới 48 ký mắc vừa chốt trên mã dài. Ngồi quán vỉa hè thôi chị Băng Khai ơi, chứ vô trong ba thôi chóng mặt. Chắc phải đi mua thuốc mấy liều thuốc thuốc gì ta? Thuốc say như kiểu say xe á. Rồi con này dành cho chị nào khoảng tầm 40 tới 48 ký mắc vừa trên ạ. 40 48 ký mắc vừa. 40 48 ký mắc vừa chốt trên mã dài 79k. 79k lên trên mã dài, dài 79 này, chốt trên mã dài, dài 79 này. 79.000 chốt trên mã dài nha, dài 79k. Dài 79k tìm số kia nào. Dài 79. Rồi con này size nhỏ cho em nha các chị ơi. Con này size nhỏ mặc vừa. Dành cho chị nào tầm 40 tới 45 ký mắc vừa trên này. 40 45 ký mắc vừa. A225, 40 45 ký mắc vừa A225. 40 45 ký mắc vừa A225. 40 45 ký mắc vừa A225 trên này. Rồi 40 45 ký mắc vừa A225. Chốt trên là A225. 40 45 ký mắc vừa A225. 225. 225 trên này, chốt trên là 225. 40 45 ký mắc vừa 225. Rồi lên cho chị siêu phẩm nha mấy chị nha. Rồi siêu phẩm lụa nha. Một con siêu phẩm lụa hai lớp trên nào các chị này. Rồi con này dành cho chị nào tầm 55 tới 60 ký mắc vừa trên này. 55 tới 60 ký mắc vừa chốt trên mặt siêu phẩm. Lại đi ốm. Hả? Mấy người tập mà giỡn á. Không quan tâm anh chí nào đi. 55 tới 60 ký mắc vừa. Chạp quá phải không thật. Cái gì? Cắn nữa con có mọc phê. thôi. Em không có xài mấy cái đó đâu chị ơi. 55 tới 60 ký mắc vừa lên trên mặt siêu phẩm trên này. 55 tới 60 ký mắc vừa cho trên mặt siêu phẩm. Siêu phẩm. Em còn non và nớt lắm chị Băng Thanh ơi. Siêu phẩm cho em ạ. Siêu phẩm 140. Siêu phẩm 140. Em còn non và nớt lắm. Rồi lên cho chị đây. Con này dành cho chị nào mặc summer cho em ạ. 50 ký mặc vừa. Nguyễn Hảo chốt siêu phẩm lên số cho em ạ. Con này dành cho chị nào mặc summer. Tầm 45 tới 50 ký mặc vừa cho em này. 45 tới 50 ký mặc vừa nha mấy chị ơi. 45 tới 50 ký mặc vừa.
45-50kg mắc vừa nha mọi người. Chị nào lấy con này chốt trên mã gấm. 45-50kg mắc vừa lên trên mã gấm nhé. Chốt trên mã gấm nhé, xả các chị 120. 120 lên trên mã gấm nhé. Gấm 120. Chốt trên mã gấm 120. Gấm 120. Gấm 120. Đầm em đang mặc là đầm nào chế ơi? Nhiều đầm em mặc, em vừa mới thay nhiều đầm lắm. Siêu phẩm Ái Băng. Siêu phẩm Ái Băng. Rồi con này 50-55kg mắc vừa trên này. Một con hoa xanh này 50-55kg mắc vừa. 50-55kg mắc vừa A145. 50-55kg mắc vừa A145. 50-55kg mắc vừa A145. Chốt thêm A145. 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 Siêu phẩm ố, siêu phẩm náo. Ủa vậy chị cho hai mã hả chị Ái Băng ơi? Chị cho hai mã hả? Cái cấm hay là cái lộ kia? Cho bùng mã cho em là chị Ái Băng ơi. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40-45kg mắc vừa trên này. 40-45kg mắc vừa. Rồi 40-45kg mắc vừa lên trên mã A55. 40-45kg mắc vừa lên trên mã A55. 40-45kg mắc vừa lên trên mã A55. 40-45kg mắc vừa cho trên mã A55. 145 hả? 145 chị Phạm Ngân Thúy rồi. Dạ thì mẹ sợ luôn, nói thật chị cũng chưa thấy bao giờ luôn. Siêu phẩm gắm á em, chị tháo cái gắm đúng không? Phải cái này là siêu phẩm gắm á. Siêu phẩm gắm thôi hả chị? Đây này, tháo cái này đi. Mặc yếu quá rồi. Sợ chứ, sao sợ thế? Sao sợ chị Băng Thanh? Sợ lắm luôn chứ. Mới bước chưa bước vô nghe cái nghe có ai rủ vô trong đó thì em đã sợ ra rồi, nói chi vô. Sao không sợ? Rồi lên cho chị một con nu này. Con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 48-53kg mắc vừa lên trên mặt nu. 48-53kg mắc vừa cho trên mặt nu. Chị Ái Băng chị lấy hai con luôn hả? Rồi con này dành cho chị nào 48-53kg mắc vừa. 48-53kg mắc vừa lên trên mặt nu. Rồi 48-53kg mắc vừa chốt trên mặt nu. 48-53kg mắc vừa lên trên mặt nu. 48-53kg mắc vừa nu. Nữ là cái nào? Nu á. Nu. Hoàng Hương. Rồi, size to luôn cho em này, các chị này, size to luôn à. Xanh cho chị nào có tầm 50-58kg mắc vừa cho em nào. 50-58kg mắc vừa. Rồi 50-58kg mắc vừa cho em ạ. Lên trên mặt A246, 50-58kg mắc vừa. Chốt trên mặt A246 ạ. Rồi 50-58kg mắc vừa A246 trên mặt, chốt trên mặt A246 ạ. A246 246. Rồi lên cho chị con này đẹp nha mọi người. Chốt trên mặt đẹp nha. Dành cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa, lên trên mặt đẹp. Rồi 40-48kg mắc vừa lên cho em đẹp con này trên nè. 40-48kg mắc vừa lên cho em đẹp này. Đẹp, gấm đỏ hết rồi. Rồi cho em mặt đẹp, cho lên cho em đẹp 40-48kg mắc vừa. Đẹp. Nu hết rồi. Em còn mặt đẹp. Rồi lên cho chị con này nụ trên này các chị này. Rồi chốt trên mã lụa con này trên này, tầm 40-48kg mắc vừa lụa trên này, 246 cô Hà. 40-48kg mắc vừa trên mã. Rồi 40-48kg mắc vừa. Lên trên mã lụa 49. Lụa 49 này, lụa 49. Đẹp Yến Võ 10 lô. Trời ơi, mình thế ơi, chốt đủ đơn luôn trên này. Lụa 49 thấy chưa? Lụa 49. Lụa 49. Rồi, con này dáng dài qua gối cho em này các chị ơi. Con này dáng dài qua gối nhá. 40 này, dành cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa trên này. Cho 40-48kg mắc vừa. A137 trên này, 40-48kg mắc vừa. Cho em A137. 40-48kg mắc vừa. Đẹp cái trang hiền cái này. A137, trang hiền có đơn chưa? Có đơn hiền không? Thôi cho chị trang hiền đi, mạng đẹp cái gì kìa. Của,
trăm nghìn. Rồi, con này chị nào lấy comment A137 chưa này? 49 ta A137. A137 49. 137 49 ạ. Đẹp trang hiên. 40-48 ký mắc vừa chưa này? 40-48 ký mắc vừa. Rồi con này chị nào tầm 40-48 ký mắc vừa lên cho mặt tím ạ. Rồi 40-48 ký mắc vừa cho trên mặt tím. 40-48 ký mắc vừa tím nha mọi người. 40-48 ký mắc vừa tím nha, cho trên mặt tím. Tím. Rồi con này chị nào 48-53 ký mắc vừa. 48-53 ký mắc vừa. Cái gì? 137. Ai chốt? Trần Hải. Trần Hải. Trời ơi. Để sang bên đi lát là chốt. Khi nào mà chốt? Chốt ở thì chốt. Rồi con này dành cho chị nào tầm 48-53 ký mắc vừa để sang bên. 48-53 ký mắc vừa lên trên mạng dài. 48-53 ký mắc vừa cho trên dài. 48-53 ký mắc vừa lên trên mạng dài nhá. 48-53 ký mắc vừa chốt trên mạng dài. 48-53 ký mắc vừa dài. Rồi con này size to trên này, một con giãn size to nhé các chỗ. Dành cho chị nào tầm 50-60 ký mắc vừa lên trên mặt giãn. 50-60 ký mắc vừa. 50-60 ký mắc vừa giãn cho em. 50-60 ký mắc vừa chốt trên mặt giãn này. 50-60 ký mắc vừa giãn. 50-60 ký mắc vừa giãn cho em. 50-60 ký mắc vừa giãn. Rồi con này dành cho chị nào 55-60 ký mắc vừa trên này. 55-60 ký mắc vừa chốt trên mặt to. 55-60 ký mắc vừa chốt trên mặt to. 55-60 ký mắc vừa to. 55-60 ký mắc vừa to. 55-60 ký mắc vừa chốt trên mặt to. Size nhỏ trên tầm 40-48 ký mắc vừa trên này. Rồi con này 40-48 ký mắc vừa A49 trên này. 40-48 ký mắc vừa lên trên mặt A49. Chốt cho em A49, 40-48 ký mắc vừa. A49. Giãn cô Hà. Rồi cái này của bé cái chó, cái này của bé này. 25-30 ký mắc vừa lên cho mặt bé. 25-30 ký mắc vừa lên cho mặt bé. 25-30 ký mắc vừa bé cho em ạ. 25-30 ký mắc vừa mặt bé. Rồi con này chị nào tầm 50-58 ký mắc vừa chốt trên mặt xanh và A49 á. A49 Phạm Ngọc Linh có đơn rồi. 50-58 ký mắc vừa chốt trên mặt xanh. 50-58 ký mắc vừa xanh. Rồi 50-58 ký mắc vừa xanh. Xanh. To kìa. Xanh em biển. To cô Hà. Xanh, em biển không? Ừ. Cái to là em biển. Ừ, xong, cái đó là em biển. Cái này nè. Em biển này nè. Ừ, cái này. Em biển chị để bên này này. Cái đó, để sang bên này luôn. Rồi, con này dành cho chị nào có tầm 50, 48-53 ký mắc vừa. 48-53 ký mắc vừa lụa 49. 48-53 ký mắc vừa lụa 49 cho em ạ. Lên trên lộ 49, 48-53 ký mắc vừa, lộ 49 cho em ạ. Cho trên mạng lộ 49. Thuốc kìa. Vũ Nguyễn có đơn chưa? Yeah. Vũ Nguyễn có đơn rồi. Bé Vũ Nguyễn. Rồi con này xem cho chị nào tầm 40-48 ký mắc vừa trên ạ. Lên trên mạng trắng nha mọi người. Rồi 40-48 ký mắc vừa. 40-48 ký mắc vừa, cho trên mạng trắng. 40-48 ký mắc vừa lên trên mạng trắng này. 40-48 ký mắc vừa trắng cho em. 40-48 ký mắc vừa trắng nhé. Trắng. Rồi. Rồi lên cho chị đây một con turu này các chị này. Con này dành cho chị nào tầm 40-48 ký mắc vừa. Lên trên mặt đỏ. 40-48 ký mắc vừa 79k cho trên đỏ này. Rồi 40-48 ký mắc vừa. Đỏ. Đỏ 79. 79k chốt trên đỏ này. Lê Ngọc chốt đủ chốt lên số cho em chị Lê Ngọc này. 40-50 ký mắc vừa. Rồi 40-50 ký mắc vừa trên này. 40-50 ký mắc vừa nha. 40-50 ký mắc vừa.
40 tới 50 ký mắc vừa A195 chốt cho em A195. 40 50 ký mắc vừa A195 vừa chị ơi, A195. A195 nhá, A195. Không thương có lên số không này. Chốt hàng phải lên số với chị ơi, không lên số không biết đứng đâu mà ngọn luôn á. Ok lên ạ. Bộ con vô đi, đi vô đi. Rồi con này dành cho chị nào có tầm 40-48 ký mắc vừa hoa xanh. 40-48 ký mắc vừa hoa xanh cho em nào. 40-48 ký mắc vừa lên trên mặt hoa xanh. Rồi 40-48 ký mắc vừa chốt trên mặt hoa xanh. 40-48 ký mắc vừa hoa xanh. Rồi con này dành cho chị nào có tầm 45-53 ký mắc vừa trên này. 45-53 ký mắc vừa. Rồi 45-53 ký mắc vừa trên này. 45-53 ký mắc vừa A414 trên này. 45-53 ký mắc vừa A414. 45-53 ký mắc vừa 414 cho em. 45-53 ký mắc vừa bạn 414 á. 414. Rồi con này dành cho chị nào có tầm từ 45-50 ký mắc vừa trên này. 45-50 ký mắc vừa. Rồi 45-50 ký mắc vừa 45-50 ký mắc vừa lên trên mạng A69 cho em ạ. 45-50 ký mắc vừa chốt trên mạng A69. 45-50 ký mắc vừa chốt trên mạng A69. 45-50 ký mắc vừa A69. Rồi 45-52 ký mắc vừa trên mạng 45-52 ký mắc vừa nha. Rồi 45-52 ký mắc vừa chốt cho em A266, 45-52 ký mắc vừa A266 ạ. A266 kèm mã kèm số cho em ạ, chốt cho em A266. 266 cái trời ơi, 266. Rồi con này chị nào tầm 50-55 ký mắc vừa cho em này, 50-55 ký mắc vừa. 50-55 ký mắc vừa A569 cho em này, 50-55 ký mắc vừa A569 ạ. Chốt đây các chị ơi, không chốt xuống line này. A569. 50 tới 55 ký mắc vừa A569 cho em ạ. A569. 50 tới 55 ký mắc vừa. Lên cho em A569, lên cho em A569. 569. Size to mặc vừa trên ạ. 50 tới 58 ký mắc vừa lên trên mạng váy á. Rồi 50 tới 58 ký mắc vừa lên trên mạng váy con này cho em ạ. 50 tới 58 ký mắc vừa lên trên mạng váy đấy chứ. 50-58 ký mắc vừa. Mã váy cái chị ơi, 50-58 ký mắc vừa váy á. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40-48 ký mắc vừa lên trên mã hồng. 40-48 ký mắc vừa. Rồi 40-48 ký mắc vừa chốt trên mã hồng. 40-48 ký mắc vừa hồng. Có các chị không chốt mà em xuống các chị ơi.